Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện trên kênh Chuyện Hay Audio. Hãy like và đăng ký kênh để mình có động lực ra nhiều tập nữa nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 961, Vang Dội, đang lẳng lặng suy nghĩ sau một hồi. Ngô Giang Đào cùng Ngô Nhiên Trạch lướt nhìn nhau về sau. Đều là bất đắc dĩ lắc lắc đầu, trong lòng thậm chí có chút tối hối hận. Vốn là bọn họ mang chắc phẩm đến đây, là muốn phối hợp vị này cái gọi là thành chủ đại nhân, diễn một đoạn giật dây, tận khả năng đến lấy đối phương tín nhiệm, sau đó thành lập kiên cố quan hệ hợp tác nhưng vạn vạn không nghĩ đến tên này chân năng nói bừa tách ra cái này bách lý cảnh ngọc như thế một bộ hoàn khố tư thái thế mà đều có thể bị hắn khen thượng thiên đi còn trong nháy mắt tù binh cái này ngu ngốc tiểu tử nội tâm tự ý tự làm chủ liền đáp ứng hắn toàn bộ yêu cầu cũng thật sự là cái kỳ tích muốn cái này bách lý cảnh ngọc hoang dâm vô đạo người nào gặp không phải khinh bỉ ba phần xấu hổ tại cùng làm bạn cũng liền tiểu tử kia có thể chịu được phần này buồn nôn tâng bốc như thế không để lại dấu vết còn đập đến hắn tâm hoa nộ phóng cũng đúng là nhân vật lợi hại nghĩ tới đây ngô giang đào trầm ngâm nửa ngày vừa bất đắc dĩ nhìn về phía bách lý cảnh ngọc nói ta nói thành chủ đại nhân lần này hội đàm ngươi liền thân phận của hắn cũng không biết nhóm này đều lập hồ sơ làm sao mở a à? tùy tiện mở một chút là được thôi vậy thì có cái gì bình thường không đều như vậy sao liếc mắt liếc liếc bọn họ bách lý cảnh ngọc không khỏi suy cười ra tiếng các người đừng cho là ta không biết các người ngày bình thường vận chuyển điều mục có mấy cái là thật còn không phải tùy tiện báo vụ án đặc biệt coi như hừ <laughs> hừ không khỏi cười khổ một tiếng Ngô giang đảo hơi hơi gật gật đầu cũng thế cái này buôn bán một đường có mấy cái là có thể có thể làm lộ ra tồn tại khó được hồ đồ đi thật dài địa ra một hơi ngô giang đảo bất đắc dĩ lắc đầu phất phất tay mang theo ngô nhiên trạch liền muốn rời khỏi thế nhưng là còn không đợi bọn hắn đi ra gian phòng này bách lý cảnh ngọc cái kia lười biếng thanh âm liền vang lên lần nữa ngô lão gia tử gần nhất còn có mặt hàng nào tốt có thể đưa tới cho ta một số sao thân thể trì trệ ngô giang đào minh bạch hắn nói là cái gì quay đầu nhìn bên cạnh hắn cái kia hai vị cô nương liếc một chút sâu xa nói thành chủ đại nhân ngài đây không phải có hai cái sao ai gần nhất luyện công nhiều lần cần xong tu lô đỉnh quá nhiều không khỏi thản nhiên cười ngô giang đào mặt mũi tràn đầy cười khổ nhìn lấy hắn thành chủ đại nhân ngài nếu là thật dùng đến song tu cái kia còn tốt cũng không đến mức hiện tại vẫn là thần chiếu cảnh chơi gái thì chơi gái tìm nhiều như vậy lấy cớ làm gì đúng vậy a à, hai cái này ta chơi chán muốn đổi hai cái thử một chút cũng không còn che lớp. bách lý cảnh ngọc trực tiếp nói ra có điều rất nhanh lại tựa hồ nhớ tới cái gì giống như sâu xa nói còn có ta không muốn các người nhà miễn cho người lão gia hỏa này lại cho ta gài bẫy hừ mi mắt lắc một cái ngô giang đào thật sâu lướt hắn một cái bật cười nói thành chủ đại nhân người đây là ý gì có ý tứ gì chính ngươi minh bạch không khỏi lạnh hừ một tiếng Bách Lý Cảnh Ngọc thăm thẳm lên tiếng. Tuy nói ta trước kia tuổi trẻ không hiểu chuyện, không hiểu ngươi làm cái gì từng đạo, nhưng hai năm này hợp tác nhiều lần như vậy. Ta muốn vẫn không rõ, thì cùng ngu ngốc không khác. Ba năm trước đây, đem nữ nhân kia đưa tới là ngươi, để ngươi nhi tử đến nháo sự vẫn là ngươi. Vì hiếp ta muốn đưa ta đi Bách Lý Kinh vị chỗ đó đoạn vẫn là ngươi. Đừng cho là ta không biết ngươi đang làm cái gì. Hai năm này ta vì dàn xếp ổn thỏa, đã đầy đủ nghe lời đi. Dù sao ta không quan tâm khác, chỉ để ý thư thư phục phục hưởng thụ thành chủ sinh hoạt là được, ngươi cũng đừng tái thiết tính ta, thật sâu hít một hơi, ngô giang đào đạm mà gật đầu, tốt, dù sao cũng không có gì tốt làm, lúc trước đối ngươi như vậy, cũng là bởi vì ngươi mỗi lần cố tình gây sự, ta mới không thể không để ngươi an tĩnh một chút, giàu không cùng quan viên tranh giành, nhưng là một mực là chúng ta cửa hàng khuôn vàng thức ngọc, ngươi không chọc ta, lão phu tự nhiên không muốn đắc tội quyền quý, thành chủ đại nhân, nghỉ ngơi thật tốt à, lão hủ cáo lui, còn có, lần này để ngươi cái này bộ dáng hóa trang gặp khách vốn định cho người kia một hạ mã uy về sau gặp khách thể diện một chút ngươi dù sao cũng là thành chủ đừng ném tụ kim thành người nói ngô giang đào hai người đã là thằng đi ra khỏi cửa phòng chuyển mắt không thấy bóng người lão tử nguyện ý người lão gia hỏa này quản được sao thế nhưng là phía sau bọn họ lại là một đến chuyển đến một đạo bạo tiếng giống bách lý cảnh ngọc một mặt ngạo kiều địa lần nữa co lại đến rượu kia trong ao bất mãn bĩu môi miệng nói Lão tử dạng này làm sao, có người thưởng thức, hôm nay chẳng phải một cái sao? Hừ hừ hừ, lại nói, vị tiên sinh kia thật là có ánh mắt a, à. người đồng đạo, hắc hắc hắc, một phương diện khác, Ngô Giang đảo hai người ra đến thành bảo, ngô nhiên trạch sắc mặt âm trầm, nhìn về phía cha nói, phụ thân, nghĩ không ra cái kia ngu ngốc thế mà thật đoán được, sự kiện này cũng không thể để nhị đệ biết, lúc trước khi sinh cái kia hai huynh muội, cùng nhị đệ quan hệ có vẻ như không tệ, hắn phải biết, không phải nháo lật trời không thể cái này ta biết mà lại ta cũng sớm có đoán trước sự kiện này không gạt được không ngừng bước ngô giang đào cũng là sắc mặt biến đến băng lãnh lên lúc trước vì không chế cái này khở khạo thành chủ thật là động một số tay chân nếu không phải nhiên đông cái kia tính tình ta cũng không quan tâm chút chuyện nhỏ này thổ lộ ra ngoài tóm lại về sau coi trọng ngươi nhị đệ đừng để hắn cùng cái kia ngốc tử thành chủ lại tiếp xúc còn có vị tiên sinh kia chỗ đó cái này ba ngày ở giữa tận lực nhiều câu thông một số đó là khách hàng lớn cần phải lấy được tín nhiệm bình tĩnh gật đầu ngô nhiên trạch một mặt kiên định yên tâm đi phụ thân ta sẽ trong thời gian ngắn nhất đem vị tiên sinh kia biến thành chúng ta tránh thức lâu dài hợp tác đồng bọn nghe được lời này ngô giang đào cũng là vui mừng gật đầu đối với hắn cái này con trai trường tràn đầy tín nhiệm ánh mắt kết quả là tiếp theo ba ngày bên trong ngô nhiên trạch tận chức tận trách đại tận tình địa chủ hữu nghị toàn bộ hành trình làm bạn chắc phạm hai cha con cũng tại cái này tụ kim thành trung du lãm không ít danh thắng cổ tích đồng thời đưa tặng không ít danh quý khoáng vật linh đan làm lễ vật mà lấy một trả một chắc phàm cũng thuận tay cùng cái này ngô nhiên trạch đạt thành càng nhiều giao dịch hiệp nghị mấy chục thạch ma linh thạch lần nữa giao cho ngô nhiên trạch quản lý điều này không khỏi làm hắn vui mừng quá đỗi đây rõ ràng cũng là lâu dài hợp tác dấu hiệu bởi vậy ngô nhiên trạch càng thêm ra sức tại chắc phàm trước mặt bận trước bận sau đồng thời cũng bắt đầu hướng ra phía ngoài bán ra ma linh thạch mà lại giá cả không ít chỉ có thể tiêu hướng đế quốc thượng tầng xã hội bởi vì cái gọi là có tiền mọi người kiếm lời bách lý cảnh ngọc nhìn hải xuyên cửa hàng người tiếp khách bồi đến như thế ân cần đối phương lại là mình khó được tri âm sau đó liền cũng bớt thì giờ lực tận tình địa chủ hữu nghị bồi tiếp chắc phàm đi đường phố lui ngõ hẻm tận lãm trong thành phong cảnh mà từ thành chủ đại nhân cùng thương hành đại công tử tự mình đi cùng ra vào tình cảnh như vậy nhất thời để trong thành không ít người đều nhìn trợn mắt hốc mồm ào ào nghi hoặc chắc phàm thân phận là cái gì đương nhiên bọn họ cái gì cũng không biết bởi vì cho dù là hai cái này đi cùng, tại thăm dò rất lâu, vẫn như cũ là một đầu mơ hồ, bị chắc phàm nhìn trái phải mà nói hắn lừa gạt. Bọn họ gặp chắc phàm không muốn nói, nghĩ đến là không thể cho ai biết bí mật. Cái này nếu để cho đồng dạng thành chủ lời nói, nhất định sẽ lòng sinh hồ nghi, truy vấn ngọn nguồn, tìm hiểu ngọn ngành. Nhưng hết lần này tới lần khác nơi này cái này vị thành chủ là cái gì cũng không quan tâm công tử bột, một mực chính mình tiêu giao, căn bản không có đế quốc thành chủ cái kia có trách nhiệm liền cũng không truy cứu mà hải xuyên cửa hàng càng thêm không quan trọng bọn họ một mực trục lợi cũng không quản hắn sự vụ cứ như vậy chắc phàm lấy một loại vô cùng thân phận thần bí tại tụ kim thành lưu rất lâu lại không người hỏi đến trong nháy mắt ba ngày đã qua hải xuyên cửa hàng đường buôn bán chuyển tống trận đã chuẩn bị thỏa đáng liền chờ hắn vận dụng hết thảy có quan hệ thủ tục cũng tất cả đều bị cái kia vạn sự không để ý tới thành chủ giải quyết chính hầu như là tài có thể thông thần một đường thông suốt thế nhưng là ngay tại hắn lập tức liền muốn mang theo tiểu tam tử rời đi nơi này trong nháy mắt trở về tây châu trước một kiện chấn động toàn bộ kiếm tinh đế quốc đại sự lại là ngột đến phát sinh cũng chính là bởi vậy trác phảm ác ma này tại tụ kim thành lưu lại dấu chân cuối cùng lên phản ứng mang cho cái này mấy ngàn năm qua đều an ổn bình an kim ngân chi thành khó mà tưởng tượng nổi tai họa ngập đầu thừa tướng đại nhân tụ kim thành thành chủ bách lý cảnh ngọc dùng quan đạo truyền tống đến lễ vật kính hiến thừa tướng đại nhân chúc thừa tướng đại nhân phúc như Đông Hải, Thọ Tỷ Nam Sơn, con đường làm quan thuận buồm xuôi gió. Đế đô trong phủ thừa tướng, Bách Lý Kinh Vĩ vừa mới trở lại phủ đệ mình, bên người là thượng quan Phi Vân cùng đan thanh sinh hai người, một tên nội thị liền vội gấp đi vào trước mặt hắn. Không người quỳ xuống đất, hai tay dâng từng khối hòn đá màu đen, đưa lên, liếc mắt nhẹ liếc nhìn hắn một cái. Bách Lý Kinh Vĩ không khỏi nhớ mày, sâu xa nói, người nói người là Bách Lý Cảnh Ngọc tên phế vật kia đến kính hiến lễ vật, hừ, lấy về a à, bản tướng hiện tại muốn đi gặp lão tổ tông không dành thu lễ cái này sắp mặt bất giác trì trệ người kia lúc này có chút do dự không biết nên làm cái gì tốt bởi vì gần đến trước bách lý cảnh ngọc thế nhưng là dặn đi dặn lại nhất định muốn đem phần này đại lễ đưa cho thừa tướng vì chính mình con đường làm quan trải đường nhưng bây giờ thừa tướng không thu hắn trở về nhưng là bàn giao thế nào a à? tựa hồ nhìn ra hắn ngượng nghịu đan thanh sinh không khỏi khẽ cười một tiếng khuyên chăm dặm thừa tướng người ta một phen tâm ý làm gì tránh xa người ngàn dặm đâu ha 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 chảm long kiếm vương có chỗ không biết cái này bách lý cảnh ngọc thì một tầm thường người thôi bất học vô thuật chuyên làm cái này bè lũ su nịnh bị ổi sự tình hắn lần này tặng lễ tất có mưu đồ ta há có thể lấy quyền mưu tư cầm đế quốc an nguy làm tiền đặt cược liền bực này củi mục ý đâu không khỏi hung hăng khoát tay chặn lại bách lý kinh vĩ vẫn như cũ sắc mặt lãnh đạm thượng quan phi vân ở một bên trầm ngâm một chút đột nhiên nói hắn nói là tụ kim thành chủ cái này tụ kim thành là hải xuyên cửa hàng chỗ a đã ngơi chướng mắt hắn làm gì đem hắn đặt ở chỗ đó cũng là chướng mắt hắn mới đem hắn đặt ở chỗ đó bất giác khẽ cười một tiếng bách lý kinh vĩ thản nhiên nói bản tướng nắm quyền đến nay đại lực xúc tiến đường buôn bán nếu là thả cái năng lực hơn người thành chủ tất nhiên ảnh hưởng hải xuyên cửa hàng vận doanh vừa vặn hắn cái phế vật này không có vị trí đi ta đem hắn để ở đó một là ý tí ý tứ làm cái chấn nhấp tác dụng chứng minh chúng ta còn đang chăm chú chỗ đó, để cái kia cửa hàng kiềm chế một chút, đừng quá mức giới. Thứ hai, hắn cũng sẽ không cho cửa hàng tạo thành phiền toái gì, đoán chừng mấy năm này, đã bị cái kia ngô lão đầu dọn dẹp tâm phục khẩu phục đi. Tóm lại, hắn ở nơi đó cũng là quản thúc một chút tác dụng, bản tướng cũng không trông cậy vào hắn làm thành tích gì đi ra. Ha ha ha, thừa tướng đại nhân thật sự là hào tâm cơ, đem tất cả mọi người sử dụng đến chết A, à, liền phế vật đều không buông tha, không khỏi ngửa mặt lên trời cười lớn một tiếng. Thượng quan Phi Vân chưa đùa, sau đó vừa nhìn về phía cái kia hòn đá màu đen, trong mắt bỗng dưng lóe qua một đạo kỳ sắc, a, à, đây là vật gì a, à? bản vương trước kia làm sao chưa thấy qua, khóe miệng xẹt qua một đạo thần bí nụ cười, cái kia cận thị nhanh chóng vội vàng khom người cúi đầu, khởi bẩm thừa tướng đại nhân cùng hai vị kiếm vương, đây là hải xuyên cửa hàng mới lấy tới hàng hóa, chân quý cực kỳ đâu, chỉ là cái này nho nhỏ một khỏa, liền đáng giá một triệu thạch thánh linh thạch, thế nhưng là, vẫn như cũ cùng không đủ cầu ngắn ngủi trong vòng 3 ngày, đế đô các đại vương tôn quý tộc, danh môn tướng tướng đều tranh nhau tranh mua, vang dội toàn bộ đế quốc thượng tầng A. Còn lại những cái kia vương gia tướng quân chỗ đó, thành chủ đại nhân đều đã bái đưa qua, không có người nào bỏ được cự tuyệt, chỉ có thừa tướng ngài khả năng vừa hồi đế đô, còn không biết thứ này đáng ngưỡng mộ. Há, như thế nhanh chóng, đến tột cùng là cái quái gì, mi mắt không khỏi vời một cái, thượng quan phi vân cầm lấy một khỏa, trong mắt tràn đầy vẻ nghi hoặc. Chương 962, họa lên nhìn đến phi vân kiếm vương rốt cục lên hứng thú cái kia cận thị nhanh chóng vội vàng khom người hồi bẩm nói khởi bẩm kiếm vương đại nhân vật này chính là ma linh thạch mười phần hiếm thấy cùng bình thường linh thạch cùng thánh linh thạch khác biệt cái này ma linh thạch bản thân liền là nguyên lực chỗ cấu có thể trực tiếp hút nhập thể nội sử dụng không cần lại luyện hóa linh khí dùng cái này ma linh thạch tu luyện chỉ là dây lát công phu liền có thể làm cho nguyên lực dồi dào lại không cần phải lo lắng nguyên lực khô kiệt thời điểm nếu là trệ tại bình cảnh chỗ cái này ma linh căng cứng có thể giúp ngài trong nháy mắt đột phá không trở ngại chút nào nhà ta thành chủ đại nhân đã tại một ngày trước đột phá đỉnh trệ 20 năm tu vi để đô rất nhiều tướng quân vương tôn tại dùng cái này ma linh thạch chi về sau cũng không ít cấp tốc đột phá thực lực lên nhanh tất cả mọi người đang thán phục cái này ma linh thạch kỳ di a há thật thần kỳ như vậy mi mắt không khỏi lóc một cái thượng quan phi vân thật sâu nhìn tảng đá kia liếc một chút sau đó liền vừa nhìn về phía bách lý kinh vĩ điều cười ra tiếng thưa tướng đại nhân đã vật này như thế thần dị không bằng ngươi thì nhận lấy thử một chút à nói không chừng không ra mấy năm ngài thì có thể đột phá dung hồn cảnh vào đến quy nguyên cảnh trở thành chân vũ song toàn đây ha 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 bất đắc dĩ trợn mắt một cái bách lý kinh vĩ không khỏi nhẹ nhàng liếc một cái hắn sâu xa nói phi vân kiếm vương nếu là ngươi coi trọng như vậy thứ này lời nói không bằng ngươi cầm lại thử một chút đi nói không chừng rất nhanh thực lực ngươi liền có thể vượt qua lão tổ tông thậm chí trực tiếp đột phá cho tới bây giờ không có người chạm đến qua quy nguyên phía trên đâu. Nghe được lời này, Thượng quan Phi Vân chỉ là yên lặng cười cười, lắc đầu, liền từ chối cho ý kiến địa hơi vung tay, lại đem hòn đá kia ném hồi cái kia cận thị trong tay, mà mũi tràn đầy đều là vẻ khinh thường, không khỏi dưỡng sờ, cái kia cận thị bất giác có chút kỳ quái. Hắn tại đế đều đã chạy mười mấy nhà, vương công quý tộc, danh môn tướng tướng, chỗ nào không có đưa qua, phàm là hắn xuất ra vật này, cho dù là cao quý đến đâu nhân vật cũng sẽ tranh nhau cướp đoạt, mặt mũi tràn đầy hưng phấn, khó có thể nói nên lời đến mức những cái kia mới đầu còn không để bụng các đại nhân. Vừa nghe đến cái này mà linh thạch công dụng cũng là không kìm được vui mừng, yêu thích không buông tay. Làm sao ba vị đại nhân này xem ra lại như thế mây trôi nước chảy, không có chút nào bất luận cái gì dục vọng đâu. Chẳng lẽ nói ba người này kiến thức rộng rãi, sớm đã biết được cái này mà linh thạch cũng không đúng à? Xem bọn hắn vừa mới phản ứng rõ ràng cũng là mới biết cái này đồ vật lai lịch cùng công dụng. Kể từ đó, cái kia cận thị cũng là mơ hồ, không rõ ý, đồng thời trong lòng thầm than. Đây chính là tránh thức đại nhân vật A, cùng những cái kia người thế tục cũng là không giống nhau, như thế bình tĩnh ổn định, bất động như núi, cho dù đối mặt như thế bảo vật, mặt cũng không đổi sắc. Coi là thật bội phục bội phục, người trở về nói cho bách lý cảnh ngọc, loại vật này không muốn lại hướng đế đô đưa, hải xuyên cửa hàng có bao nhiêu dạng này đồ vật, mặc kệ bọn hắn vận ở đâu nhưng tuyệt đối đừng tại ta trung châu khu vực xuất hiện nếu không mà nói bản tướng nhưng là không khách khí trượt bách lý kinh vĩ sắc mặt lạnh lẽo bỗng nhiên quát mắng nói còn có quan đạo là đế quốc vận chuyển quân dụng vật tư truyền tống thông đạo bản tướng để hắn trông coi một đoạn truyền tống miệng cũng không phải để hắn lấy quyền mưu tư thuận tiện chính mình tặng lễ nếu là hắn về sau còn dám chiếm dụng quan đạo được tư lợi vậy hắn cái này vị thành chủ không cần làm về nhà trông trọt đi thôi hừ không khỏi sợ hãi cả kinh thị vệ ký lúc này mơ hồ đây là có chuyện gì chẳng lẽ bọn họ thành chủ đem trọng yếu như vậy vật tư vận chuyển đến đế đô cung cấp vương cung quý tộc hưởng dụng cũng có sai sao huống hồ coi như vị này thừa tướng đại nhân cương trực công chính không quen nhìn cái này tặng lễ chi phong cũng không cần thiết đem như thế kỷ vật đuổi ra trung châu đi có thứ này rất nhiều cao thủ thực lực thế nhưng là có thể đột nhiên tăng mạnh đối với đế quốc là có chỗ cực tốt à điểm này ngay cả ta nhà thành chủ cùng cái kia hải xuyên thương hội đều có thể nhìn ra không có lý do thừa tướng đại nhân cùng hai vị kiếm vương nhìn không ra à. vậy mà đối tốt như vậy đồ vật khịt mũi coi thường thật sự là gặp quỷ cũng không biết bọn họ là làm sao muốn thị vệ kia một mặt mê hoặc đan thanh sinh gặp này không khỏi mỉm cười cười một tiếng nói tiểu gia hỏa con đường tu luyện chính là nghịch thiên mà đi đều là trải qua đại nghị lực đại khổ nạn phương thành tránh quả không có đường tắt có thể đi người hôm nay lấy ra thứ này để tu luyện biến đến quá thuận lợi mà quá thuận lại có tuân thiên đạo làm trái tu luyện bản chất, tất ra mầm tai vạ. Cho nên thừa tướng đại nhân nhìn xa trông rộng mới cấm đoán. Thứ này lại tại đế quốc lưu hành, đúng vậy à? Chúng ta đều là năm này tháng nọ tu hành tới, lớn nhất minh bạch đạo lý này, dục tốc bất đạt, không khỏi cười nhạt một tiếng. Thượng quan phi vân cũng là sâu xa nói: trước kia bởi vì phục dụng đan dược mà đột phá tu vi, cũng muốn ổn định rất lâu mới có thể lại tiến hành tu luyện, nếu không chắc chắn sẽ căn cơ bất ổn, đối ngày sau thành tựu có mối họa lớn cho nên cái đồ chơi này có lẽ đối với một số tâm tính bất ổn người trẻ tuổi có cường đại sức hấp dẫn nhưng là đối cửu kiếm vương cùng một số quy nguyên đỉnh phong lão gia hòa tới nói lại là chẳng thèm ngó tới con đường tu luyện cuối cùng tu vẫn là tự thân có thể không mượn ngoại lực tận lực không dùng dạng này mới có thể bước lên đỉnh phong vị trí bây giờ mọi người đều dùng cái đồ chơi này tu luyện biến đến rất dễ dàng ngày sau tránh thức có thể trèo lên đỉnh chỉ sợ gần như không tồn tại đây chính là hủy đi một nhóm lớn người a. À thừa tướng đại nhân có thể có như thế nhìn xa hiểu rộng thật sự là đáng quý chỉ bất quá điểm này chúng ta những lão gia hỏa này dễ lý giải thừa tướng đại nhân thế mà cũng minh bạch không làm mê hoặc liền càng thêm khó được ha 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 trong mắt tinh mang lóe lên bách lý kinh vĩ không khỏi liếc xéo hắn liếc một chút mỉm cười cười ra tiếng bản tướng mặc dù không phải cửu kiếm vương dạng này chuyên chú vào tu hành tu giả nhưng cũng minh bạch một cái đạo lý ông trời đền bù cho người cần cù trên trời không biết rớt địa bánh rất dễ dàng được đến mất đi cũng rất dễ dàng cho nên dùng tảng đá kia tạo ra đến cao thủ hủy đoán chừng cũng rất dễ dàng thiên đạo pháp tắc ngay tại cái cân đối giao ra gia bao nhiêu mới có thể có đến bao nhiêu đây là thiên cổ bất biến lý lẽ có chuyện có thể tham nhưng có chuyện tuyệt đối không thể tham riêng là loại này liếc một chút liền để người theo đáy lòng sinh ra dục vọng đồ vật càng thêm tham không được nếu không tất có đại họa buông xuống thừa tướng đại nhân quả nhiên có đại trí tuệ chúng ta bội phục thật sâu liếc hắn một cái đan thanh sinh hai người cùng nhau gật gật đầu cười một tiếng thấy tình cảnh này tên kia tặng lễ thị vệ đã hoàn toàn ngưỡng ngẩn hắn vạn vạn không nghĩ đến cái này theo người ngoài là như thế làm cho người điên cuồng chạy theo như vịt bảo vật tại những cao tầng này trong mắt đúng là không đáng giá nhắc tới đồ vật thậm chí còn có đại hại quả nhiên thân ở ngồi phía trên người ý nghĩ cũng là cùng người bình thường khác biệt kết quả là người kia thật sâu nhìn trong tay hòn đá màu đen liếc một chút đúng là cũng có một chút minh ngộ từ vừa mới bắt đầu có chút tham lam muốn đem những lễ vật này tự mình cắt xén một số cung cấp chính mình tu luyện tâm tình đến sau cùng tâm tình biến đến bình tĩnh lại không có bất kỳ cái gì lòng mơ ước trong mắt cái kia tia dục vọng cũng biến thành bình thản rất nhiều đúng vậy a à, ông trời đền bù cho người cần cù thiên đạo quản thúc những cái kia dùng này ma linh thạch nhanh chóng tu luyện người tuy nói tu vi phía trên đi nhưng bọn hắn chưa hẳn có thể đạt đến đỉnh phong chính mình từng bước từng bước tu hành lại có vô tận tiềm lực bọn họ chú trọng là trước mắt, nhưng ta chú trọng lại là tương lai. Nghĩ tới đây, người kia không khỏi thật sâu hướng ba người bái hạ, thậm chí trên mặt đều hiện ra lòng cảm kích. Đa tạ thừa tướng đại nhân cùng hai vị kiếm vương đại nhân đề điểm, thuộc hạ vô cùng cảm kích. Hiện tại ta lập tức liền đem những thứ này ma linh thạch mang về, cũng sẽ đem thừa tướng đại nhân lời nói một từ không bỏ sót truyền đến. Hơi hơi gật gật đầu, bách lý kinh vĩ không có lại nói tiếp, chỉ là phất phất tay, để hắn đi xuống. Thừa tướng đại nhân, không tốt, tĩnh vương phủ xảy ra đại sự thế mà còn không đợi người kia rời đi một tiếng nôn nóng quát lại là đột nhiên từ ngoài cửa vang lên ngay sau đó một cái thân mặc phú quý quy nguyên cao thủ vội vàng chạy vào nhìn đến ba người liền không người bái hạ trên mặt đều là lo lắng cùng hoàng sợ mi mắt lắc một cái bách lý kinh vĩ vẻ mặt vô cùng nghi hoặc thế nào tĩnh vương hắn làm sao báo thừa tướng đại nhân không tốt vũ vương phủ xảy ra đại sự còn mời thừa tướng đại nhân nhanh đi xem báo thừa tướng đại nhân lỗ lão công gia ra chuyện báo thừa tướng đại nhân tề tướng quân trọng thương ngã xuống đất hôn mê tại phủ báo. báo 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 thế mà còn không đợi hắn lên tiếng hỏi sự tình nguyên do từng tiếng hét lớn lại là liên tiếp địa theo ngoài cửa vang lên ngay sau đó từng cái các phủ bọn hộ vệ nối đuôi nhau mà vào đều là đi vào trước mặt hắn không người quỳ xuống trên mặt cũng tất cả đều là háo sắc đại thề nhìn qua có tới hai ba mươi người mà lại đều là đế đô danh môn vọng tộc sắc mặt trượt ngưng trọng lên bách lý kinh vĩ cũng biết xảy ra đại sự vung tay lên thẳng đi ra ngoài cửa đi đi trước tĩnh vương phủ nhìn xem là hét lớn một tiếng một đám tướng phủ hộ vệ vội vã đuổi theo đàn thanh sinh cùng thượng quan phi vân liếc nhìn nhau dù sao nhàn rỗi không chuyện gì cũng đi cùng nhìn cứ như vậy nửa canh giờ về sau bách lý kinh vĩ mang theo một đội nhân mã rốt cục đi vào một tòa khí thế rộng rãi phủ trạch trước một đỉnh phía trên treo một bảng hiệu kim quang lập loài địa thư ba chữ to tĩnh vương phủ không có quá nhiều ngôn ngữ bách lý kinh vĩ mặt âm trầm cấp tốc đi vào mà bên trong dĩ nhiên đã khóc là một đoàn lại là tĩnh vương phi tử thê thiếp nhóm trong phòng khách vị trí nằm một bộ hình người bộ dáng đồ vật toàn thân trái đen một mảnh khô gầy như xương không có nửa phần da thịt nếu là nhìn kỹ lại căn bản cùng một khối cố chấp đồng dạng cứng ngắc mà sáng ngời tại hơi hơi nắng sớm phía dưới sẽ còn phản quang thế nhưng là cũng là như thế một khối cố chấp cũng là bị một đám nữ tử vây quanh thút thít không ngừng tĩnh vương đây hắn ở đâu mi mắt bất giác lóc một cái bách lý kinh vĩ nhìn chung quanh một chút sau đó hét lớn lên tiếng vệt trên hai gò má hai mắt nước mắt một nữ tử lúc này nước mắt như mưa nhìn về phía bách lý kinh vĩ xa xa cúi đầu chỉ khối kia màu đen hình người thạch đầu nói thừa tướng đại nhân ngài rốt cục đến đây chính là tĩnh vương trong mắt nhịn không được co rụt lại bách lý kinh vĩ không khỏi giật nảy cả mình hắn là tĩnh vương làm sao lại biến thành dạng này bờ môi bất giác lóc một cái bốn phía nữ tử khóc càng lớn tiếng nữ tử kia lại khóc hai tiếng trong mắt đồng dạng tràn đầy mê mang chúng ta cũng không biết a, à, cũng là tĩnh vương hắn hai ngày này một mực bế quan tu luyện hôm nay xuất quan vui vẻ một mực đình trệ tại dung hồn đỉnh phong tu virus cục đột phá đến quy nguyên cảnh thế nhưng là còn không đợi chúng ta hướng hắn đạo vui hắn liền đột nhiên co quáp toàn thân tản ra hắc khí sau đó dần dần cứng ngắc sau cùng biến thành tảng đá kia bộ dáng đổ vật, lại không có sinh cơ. Chương 963, Bình phát tụ kim thành, mí mắt nhịn không được cuồng loạn một chút, bách lý kinh vĩ trong lòng hồ nghi, trăm bề không được dài. Cái này sao có thể, cái này tĩnh vương bị chết cũng quá kỳ quặc đi. Đan thanh sinh cùng thượng quan phi vân hai người ở một bên nghe đến, cũng là lẫn nhau nhìn xem, trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc bọn họ sống nhiều năm như vậy, gặp qua đủ loại kiểu chết, còn chưa từng thấy quỷ dị như vậy sự tình đâu tất cả mọi người bị trước mặt cảnh tượng chấn kinh làm sao cũng nghĩ không thông lúc này vừa mới cái kia đến tặng lễ thị vệ cũng là vụng trộm theo tới nhìn lấy cái kia đen nhánh hình người thi thể nhìn lại mình một chút trong tay ma linh thạch không khỏi mi mắt thật sâu nhan lại vẻ mặt vô cùng nghi hoặc địa nhỏ giọng lầm bầm nói kỳ quái này làm sao cùng ta mang đến ma linh thạch nhất dạng cái gì ngươi nói cái gì lỗ tai không khỏi hơi động một chút bách lý kinh vĩ lỗ tai nhạy bén đã là hoàn toàn nghe đến cái này âm thanh nói thầm không khỏi bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía thanh âm kia truyền đến chỗ hung tợn nói không khỏi giật mình thị vệ kia dọa đến tay khẽ run rẩy không khỏi từ từ ba ba nói thưa thưa tướng đại nhân ta ta nói là cái này tĩnh vương đại nhân thi thể nhìn qua có điểm giống thành chủ đại nhân để ta lần này đưa tới ma linh thạch đem thạch đầu cho ta trước mắt bất giác sáng lên bách lý kinh vĩ lúc này tiến lên bỗng nhiên một tay lấy trong tay người kia hòn đá màu đen đoạt tới sau đó vội vàng đi vào cái kia tĩnh vương thi thể trước mặt so với một chút lại là đột nhiên giật mình kêu lên quả nhiên giống như đúc cái này tĩnh vương vậy mà biến thành ma linh thạch t không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh người chung quanh cũng là bất giác giật này cả mình người này làm sao có thể biến thành thạch đầu thật sự là thiên hạ kỳ quan mí mắt hung hăng run run bách lý kinh vĩ song quyền nhỏ nắm tỉ mỉ suy nghĩ cuối cùng vẫn chăm chú nhìn chăm chú về phía những cái kia tĩnh vương phủ nữ quyến vội vàng nói Tĩnh Vương tu vi chắc là kẹt tại dung hồn đỉnh phong đã có ba ngàn năm. Tại sao lại đột nhiên đột phá? Có phải hay không dùng loại này thạch đầu? Ừm, hình như là vậy. Hơi hơi do dự một chút. Những cô gái kia ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, cuối cùng đều là không quá chắc chắn gật đầu. Sâu xa nói, còn có một trăm hai mươi năm, Tĩnh Vương liền muốn đến Thiên Nhân Ngũ Suy Đại nạn ngày. Nếu là lại không có thể đột phá, trăm năm về sau liền sẽ vĩnh biệt cõi đời. Cho nên mấy chục năm qua, hắn một mực rất buồn giàu thẳng đến ba ngày trước giống như có người cho hắn đưa cái gì hắn hết sức cao hứng nói là đột phá có hy vọng sau đó liền bế quan tu luyện hôm nay xuất quan quả nhiên đột phá nhưng không nghĩ tới không nghĩ tới nói những cô gái kia liền lần nữa ô ô địa khóc ồ lên khóc không thành tiếng bất quá bách lý kinh vĩ cũng đã giải cái gì không hỏi nữa đi mà chính là hung hăng một lần bài nhìn về phía cái kia tặng lễ thị vệ nói người nói ba ngày trước ngươi có phải hay không cho tĩnh vương đưa qua dạng này thạch đầu ây là da mặt có chút co lại người kia tựa hồ cũng dĩ nhiên minh bạch cái gì có chút do so dự nói dựa theo thành chủ đại nhân ý tứ đế đô danh môn vọng tộc đều chuẩn bị một số sắc mặt bất giác lạnh lẽo bách lý kinh vĩ trong hai con người bỗng dưng lóe qua từng đạo hàn ý như vậy mới vừa tới bản tướng phủ đệ cáo trạng những người kia trong phủ người có phải hay không cũng tất cả đều đi qua ừm giống như đều đi qua cái kia còn có bao nhiêu người người đi qua lại không xuất hiện ách còn có hai phần ba đi không khỏi hung hăng khẽ cắn môi bách lý kinh vĩ lúc này giận hừ một tiếng quát to người tới theo gia hỏa này đi những cái kia không có xảy ra việc gì phủ đệ đem những cái kia ma linh thạch đều cho bản tướng thu hồi lại cùng một chỗ tiêu hủy còn lại người đi với ta hắn phủ viện nhìn xem vâng chúng hộ vệ khẽ khom người liền lập tức chia binh hai đường một đường trở về thu ma linh thạch một đường theo bách lý kinh vĩ đi còn lại ra chuyện khu vực xem quả nhiên mặc kệ là vũ vương vẫn là lỗ công gia tất cả đều cùng cái kia tĩnh vương đồng dạng biến thành không có sinh sống hòn đá màu đen mà lại ba ngày quan này đều điên cuồng dùng cái kia ma linh thạch tu luyện qua cứ như vậy đáp án lại quá là rõ ràng thượng quan phi vân ở một bên nhìn lấy cái này vô số cỗ màu đen thi thể không khỏi suy cười ra tiếng người ngu a à, đây chính là ham đường tắt hạ tràng uổng các ngươi còn là đế đô trọng thần vẫn còn như thế ấu trĩ tin loại này tiện nghi sự tình người tham lam quả nhiên tội ác căn nguyên hiện tại vẫn chưa tới đại nạn ngày các người thì chính mình đem chính mình chơi chết ha 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 đúng vậy a à. cái này mấy chục người đều là đế độ ảnh hưởng rất lớn nhân vật có trưởng binh quyền có trưởng chính quyền thoáng cái trống đi nhiều như vậy danh vị muốn một hơi tìm tới người thích hợp đến bù đắp cũng không phải kiện chuyện dễ a à. đối xử lạnh nhạt quét tỏa ra bốn phía đan thanh sinh cũng là bật cười ra tiếng dạng này tính đến đế đều giống như một phần ba quyền thế người tất cả đều vẫn lạc vị trí cũng tất cả đều hư không xuống tới thừa tướng đại nhân trong khoảng thời gian này ngươi phải có bận bịu không có người cho ngươi phân ưu a à. nghe được lời này thượng quan phi vân không khỏi nhìn đan thanh sinh liếc một chút hai người đều là nhịn không được cười to lên dù sao bọn họ đối với những người này tánh mạng cũng không quá coi trọng chết liền chết thôi vậy cũng là tự tìm ngược lại là thừa tướng bách lý kinh vĩ thoáng cái trong tay lại nhiều rất nhiều chuyện quan trọng xử lý không có người thay hắn chia sẻ lại là phải bận rộn cái không nghỉ chỉ sợ trong thời gian ngắn lại khó có tinh lực bước ra đế đô quản bọn họ cửu kiếm vương sự tình vương nghĩ đến đây đan thanh sinh hai vị kiếm vương thì có loại cười trên nỗi đau của người khác tâm tình tự nhiên sinh ra này đôi dõi sát bọn họ ánh mắt cuối cùng có thể ổn định một trận thực một mực bị bách lý kinh vĩ nhìn bọn hắn chằm chằm nhất cử nhất động bọn họ cũng rất không được tự nhiên chỉ có bách lý kinh vĩ giờ này khác này lại là tức giận đến phổi đều nhanh nổ đây cũng không phải là vô cùng đơn giản địa chết mấy cái cái quý tộc sự tình trong vòng một đêm đế đô một phần ba lại nhân vật một hơi vẫn diệt đây chính là kinh động toàn bộ đế quốc đại sự như là không thể thích đáng xử trí thực sự có hại đế quốc uy nghiêm khó kẻ dưới phục tùng cho nên vô luận như thế nào việc này đều muốn xử lý nghiêm khắc cần phải có người đến gánh trách nhiệm như vậy người nào gây tai họa liền để người nào đến đỉnh đi ánh mắt khẽ híp một cái bách lý kinh vĩ hận đến nghiến răng nghiến lợi giống to lên tiếng người tới đế đô cấm vệ quân tất cả đều triệu tập lại mở ra quan đạo bản tướng muốn đi tụ kim thành đi một lần hư hư bách lý cảnh ngọc người cái phế vật này khắp nơi chuẩn bị đúng không hiện tại ngươi hài lòng ngươi chuẩn bị có tác dụng bản tướng cái này điều ngươi đến diêm vương ra nơi đó đi để ngươi nhà ở nơi đó thật tốt làm cảnh sát lời vừa nói ra thượng quan phi vân hai đại kiếm vương liếc nhìn nhau lần nữa cười trên nỗi đau của người khác yên lặng cười ra một phương diện khác hoàn toàn không biết phải có đại tai họa đến cái này kim ngân thành mọi người vô luận là thành chủ vẫn là hải xuyên thương hội mọi người đều tại làm lấy thăng chức rất nhanh nâng cao một bước xuân thu đại mộng đâu tiên sinh cái này thương đạo bất đồng quan đạo tùy thời dùng mới tùy thời bố trí dù sao muốn theo cái này trung châu nội địa một hơi chuyển đến tây châu biên giới chỗ xa xa mấy chục triệu cây số cần thánh linh thạch cũng rất nhiều hiện tại mới bố trí xong hao phí chỉnh một chút ba ngày nếu là đối tiên sinh có chỗ chậm trễ còn mong rộng lòng tha thứ hải xuyên cửa hàng hậu viện một cái to lớn đại quảng trường trước từng viên thánh linh thạch tinh la kỳ bố địa cắm ở chỗ này mỗi cái địa phương xa xa nhìn lại đủ có mấy ngàn vạn nhiều mà cái kia quảng trường vị trí trung tâm nhất sấm sét vang dội gió dục mây vần một đạo đen nhánh mà lại thâm thúy thông đạo đột nhiên xuất hiện tại tất cả mọi người trước mặt thương hội đại công tử ngô nhiên trạch vẫn như cũ cái kia một bộ chiêu bài thức vẻ mặt vui cười đứng tại trước thông đạo hướng về trác phàm chỗ đó không người bái hạ chung quanh hắn thì là từng đội từng đội quy nguyên cảnh lão giả có tới hơn trăm người chúng tự mình vui vẻ đưa tiễn chắc phàm rời đi có thể thấy được hải xuyên thương hội đối vị này khách hàng lớn đến cỡ nào coi trọng đạm mạc gật đầu chắc phàm đem sau lưng cổ tam thông thân thể hướng lên cõng cõng vui vẻ cười nói chỗ nào gần đây nhận được quý thương hội chiếu cố tại hạ vô cùng cảm kích huống hồ hôm nay từ biệt cũng không phải là vĩnh biệt chúng ta nhưng còn có rất nhiều cơ hội hợp tác đây đến lúc đó chỉ sợ còn nhiều hơn làm phiền phiền quý cửa hàng thật vậy quá tốt bản hành hoan nghênh đã đến ha 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 lông mày nhíu lại ngô nhiên trạch nhất thời vui vẻ lần nữa thật sâu bái hạ tới tuy nhiên hắn vẫn là không biết chắc phẩm thân phận nhưng là song phương như là đã có tiếp tục mục đích hợp tác cái này liền đầy đủ dù sao bọn họ căn bản không quan tâm chắc phẩm thân phận người ta không muốn nói cho dù mạnh bước đi ra đó cũng là giả ngược lại là người ta chỉ cần nguyện ý tiếp tục hợp tác với ngươi đi xuống mang cho ngươi đến càng lớn lợi ích, vậy liền đầy đủ. Thương nhân lợi lớn nhẹ biệt ly, trong mắt bọn hắn, chỉ cần có lợi ích, nhưng là cướp lấy liền đầy đủ, quản ngươi thân phận gì, căn bản không sao cả, lại không theo người kết giao bằng hữu, mọi người bất quá lợi ích liền mà thôi. Đối tiên sinh, không biết chúng ta về sau như thế nào liên hệ, đến lúc đó, ta sẽ liên hệ các người, cười thần bí, chắc phàm từ chối cho ý kiến, sau đó lại nhìn chung quanh một chút, sang rộng ra đề tài nói, đúng làm sao thành chủ đại nhân không có tới đâu mấy ngày nay hắn nhưng là cùng ta xưng huynh gọi đệ gấp à không khỏi khinh bỉ bĩu môi ngô nhiên trạch nhìn về phía chắc phàm nhỏ giọng nói tiên sinh thành chủ người này trọng sắc khinh hữu lợi lớn vong nghĩa ngài vẫn là đừng với hắn ôm hy vọng quá lớn đi hôm nay ngài muốn rời khỏi thời khắc nam châu đệ nhất mỹ nữ y tiên mộ dung tuyết vừa vặn muốn vào thành hắn liền rất là vui vẻ đi nghênh đón nàng đi mà lại vì biểu hiện chính mình uy vọng còn nhất định phải đem gia phụ cùng một chỗ mang đi nếu không mà nói gia phụ thế nhưng là mười phần muốn tự mình tiễn biệt tiên sinh ngài nam châu y tiên mộ dung tuyết mi mắt không khỏi lắc một cái chắc phàm một mặt kỳ quái nói ta nhớ được hắn là nam châu đệ nhất cao thủ liệt dương kiếm thần mộ dung liệt muội muội đi phía nam châu cùng trung châu quan hệ nàng có thể đường hoàng tại trung châu hành động cũng thật đủ lớn mặt a à. bất giác thản nhiên cười ngô nhiên trạch đạm mà gật đầu tiên sinh có chỗ không biết trung châu luôn luôn lấy đại khí bày ra làm thế nào có thể cầm nam châu đệ nhất cao thủ muội muội uy hiếp nam châu đi vào khuôn khổ đâu huống hồ thừa tướng bách lý kinh vĩ luôn luôn công tâm làm đầu lúc trước tây châu đệ nhất nhân đan thanh sinh cùng đông châu đệ nhất nhân thượng quan phi vân đều đã bị thuyết phục tiến vào chiếm giữ trung châu chi địa hiện tại chính tìm kiếm nghĩ cách du thuyết mộ dung liệt đây làm thế nào có thể động đến hắn muội tử rơi chính mình thân phận vậy liền lại không có gì có thể nói cho nên mộ dung tuyết tại trung châu ngược lại so tại địa phương khác càng thêm an toàn bởi vì không có người sẽ động nàng, ngược lại sẽ tận lực bảo hộ nàng đây. Đương nhiên, cũng có chút cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên Nga, chính đang theo đuổi nàng. mươi 964, Độc Thiên Nga, Phốc, bất giác bật cười một tiếng, chắc phàm bất đắc dĩ liếc hắn một cái, lắc lắc đầu. Đại công tử đây là tại ám chỉ thành chủ bách lý cảnh ngọc A, bất quá cóc ghẻ ai cũng làm qua, bởi vì ai đều muốn ăn một lần thịt thiên Nga, chỉ là sau cùng đều sẽ bị vô tình chửi một câu, không biết lượng sức mà thôi. Đại công tử, ngươi không nghĩ tới làm cóc kẻ sao ha 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 tiên sinh nói dỡn cóc kẻ ta cũng đã làm chỉ bất quá bị cự tuyệt dù sao người ta là cao cao tại thượng nam châu công chúa Trướng mắt ta cái này thương nhân nhà thực làm ăn cùng cầu ái đồng dạng đều nói cái môn đang hộ đối tiền tài không ngang nhau tự nhiên nói không thành cho nên kể từ lúc đó ta liền không tiếp tục làm qua trận này sinh ý bất đắc dĩ cười khổ một tiếng ngô nhiên trạch ít có lộ ra một chút buồn bã thật sâu nhìn lấy hắn Chắc phàm trong mắt tinh quang sáng láng, tựa như chỉ dẫn nói. Thì ra ngươi khi đó truy cầu mộ dung tuyết, cũng là làm kinh doanh nên nói a à, khó trách nói không thành, chỉ là ban đầu thất bại, tựa như cũng không có để ngươi được đến giáo huấn a à, có kẻ bản tính vẫn như cũ không thay đổi, chỉ bất quá, cái này thì thiên nga, nếu là ăn không được coi như, nhưng nếu là ăn vào mới phát hiện là độc thiên nga, chẳng phải càng khổ cực, không khỏi sững sờ, ngô nhiên trạch một mặt mê hoặc, khoái miệng xẹt qua nụ cười quỷ dị, chắc phàm từ chối cho ý kiến người rất nhanh liền biết tóm lại lần này đa tạ ta rất chờ mong lần sau cùng quý hãng hợp tác chỗ nào có thể cùng tiên sinh dạng này khách hàng lớn hợp tác hẳn là ta hành vinh hạnh mới đúng hy vọng lần sau gặp lại đến tiên sinh lúc chúng ta có thể càng chặt chẽ hơn hợp tác nhất định sẽ càng chặt chẽ hơn chỉ bất quá chúng ta còn có thể hay không gặp mặt thì khác nói ha 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 phát ra từng đạo từng đạo quỷ mị tiếng cười chắc phàm thật sâu lướt hắn một cái lưng cõng tiểu tam tử đi về phía lối đi kia chỗ đi đến đại công tử lại ha ha hy vọng còn có thể gặp lại a à, tuy nói có chút khó khăn hư, bóng người biến mất tại cái kia đen nhánh trong đường hầm trong nháy mắt đã không còn thấy đâu nữa chỉ để lại một mặt rất là kỳ lạ ngô nhiên trạch ngơ ngác đứng tại lối đi kia về sau trên mặt đều là vẻ nghi hoặc vị tiên sinh này vừa mới nói có ý tứ gì thế nhưng là còn không đợi hắn nghĩ rõ ràng một vị lão giả đã là vội vã tiến lên thúc giục lên tiếng đại công tử mùa dung tuyết cô nương xa giá cũng nhanh đến mặc dù nói lần trước cầu hôn không thành nhưng mua bán không thành nhân nghĩa tại chúng ta tại nam châu chi nhánh ngân hàng còn muốn dựa vào mộ dung gia thanh thế đâu ta minh bạch cùng vị này khách hàng lớn sinh ý đã nói thành cái kia nói một kiện khác thật dài địa phun ra một ngụm chọc khí ngô nhiên chạy không khỏi chỉnh một chút quần áo liền không nghĩ nữa hắn theo một đám lão giả hướng hướng cửa thành bay đi mà cùng lúc đó cổng thành phụ cận sớm đã người đông tấp nập địa tập trung đầy người thành chủ bách lý cảnh ngọc hôm nay ăn mặc thế nhưng là loài loài một mặt mong đợi đứng tại phía trước nhất bên cạnh hải xuyên thương hội hội trưởng ngô giang đào thì là khí dồn đan điền vô cùng trầm ổn đứng ở một bên không kiêu không gấp hiển thị rõ đại khí phong độ ầm ầm đúng lúc này từng tiếng chấn địa tiếng vang truyền đến mọi người bên tai một trận từ ba cái cấp ba linh thú lôi kéo xe lớn nguồn nhân tiện xuất hiện tại tất cả mọi người trước mắt lấy mắt trần có thể thấy tốc độ tại hướng trước cửa thành lái vào lấy mà tình cảnh này nếu là bị trác phàm nhìn đến lời nói nhất định sẽ giật nảy cả mình cái này không phải liền là cứu cha con bọn họ hai vị kia nữ tử sao chỉ là chắc phẩm lúc đó chỉ thấy trong xe nha hoàn nhưng lại không thấy đến tiểu thư mặt khụ 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 bất giác vội ho một tiếng bách lý cảnh ngọc nhìn lấy cái kia xe lớn dần dần tới gần trên mặt tràn đầy vẻ hưng phấn lại chỉnh một chút khuôn mặt liền không kịp chờ đợi nghênh đón bọn người người gặp cũng vội vàng đuổi theo hu kéo một phát dây cương cái kia chiếc xe lớn nhất thời dừng lại từ phía trên nhảy người tiếp theo nhìn qua 16, 17 tuổi tiểu cô nương lại chính là Trụy Nhi không thể nghi ngờ, xa nhìn cái này người đông tấp nập tình cảnh, Trụy Nhi không khỏi bật cười một tiếng, quay đầu nhìn về phía trong xe ngựa nói: "Tiểu thư, tốt đại trận chiến a, nhìn tới nơi này lại có một cái người người theo đuổi, một số tục nhân mà thôi, Trụy Nhi, đánh xe vào thành, đuổi không?" Phía trước đều bị người ngăn chặn, Trừ phi đè qua bọn họ, chậm rãi lung lay cái đầu nhỏ, Trụy Nhi biểu thị một trận bất đắc dĩ, đúng lúc này Bách Lý Cảnh Ngọc lại là ưỡn nghiêm mặt, vội vã chạy lên, đầu tiên là đối truy nhi, như là đang nịnh nọt cười cười. Sau đó vừa nhìn về phía trong xe, cười nịnh nói, cô nương cũng là y tiên mộ dung cô nương A, à. kính đã lâu kính đã lâu, tại hạ Bách Lý Cảnh Ngọc, là một phương này thành trì chủ nhân, vài ngày trước đến văn cô nương phải đi qua thành này tin tức, thật sự là hưng phấn đến mấy ngày liền bên trong trần trọc, không ngủ không nghỉ A. À. Hôm nay cuối cùng được gặp cô nương một mặt, chẳng biết có được không để bổn thành chủ thấy phương dung đâu. Hạ Lưu Lưu Manh vô sỉ, còn lại cùng ở bên cạnh hắn người. Đột nhiên người hắn như thế chẳng biết xấu hổ nói, rõ ràng cũng là đùa dẫn người ta, không khỏi tất cả đều trong lòng âm thầm hừ nói, chỉ là không ai dám tại miệng phía trên nói ra. Dù sao, tuy nhiên người ta mặc kệ trong thành sự vụ lớn nhỏ, nhưng tốt xấu là thành chủ tri tôn, tùy hướng lên, nhưng là cũng không phải là người, người bình thường còn thật không dám đắc tội. Bất quá, Mộ Dung Tuyết là người bình thường sao? Hội ăn hắn một bộ này sao? Đương nhiên sẽ không hải xuyên thương hội hội trưởng ngô lão gia tử có đó không hoàn toàn không để ý đến hắn xa giá bên trong truyền ra một đạo giống như anh khóc giống như mỹ diệu thanh âm điều này không khỏi làm cái kia sắc phôi nhất thời nghe tiếng mà thân thể rung động toàn thân cao thấp hóc môn càng tăng trong nháy mắt thì ngây ngất chậm rãi trong đám người đi ra ngô giang đảo không hổ là mọi người gia chủ mười phần trầm ổn nhạt cười một tiếng ôm quyền nói cô nương còn nhận biết lão hủ thật là làm cho lão hủ cảm thấy vinh hạnh không biết có gì phân phó cứ nói đừng ngại lão hủ nhất định sẽ đem hết toàn lực giải cô nương chi lo cũng không phải cái đại sự gì chỉ là tiểu nữ tử có chuyện quan trọng nóng lòng chạy về bắc châu không muốn lại tàu xe mệt mỏi muốn mượn quý hãng truyền tống đường buôn bán dùng một lát chẳng biết có được không không có vấn đề đương nhiên không có vấn đề cô nương muốn mượn bổn thành chủ nhất định phê giấy nhắn tin thế mà còn không đợi ngô giang đào đáp lời bách lý cảnh ngọc đã là ngửa cổ lên tử hiển thị rõ thổ hào phong phạm nếu là lão nhân này không mượn lời nói bổn thành chủ dùng quan đạo đưa ngươi đi so với hắn cái kia đường buôn bán dùng tốt nhiều da mặt nhịn không được co lại chị nhi nhìn lấy thành chủ này nhà giàu mới nổi sắc mặt không còn gì để nói thật không biết tên này là làm sao lên làm thành chủ một chút tố chất đều không có hoàn toàn thổ hào sắc mặt không có một chút nhã nhặn nếu là toàn bộ trung châu thành chủ đều là bộ này đức hạnh lời nói đoán chừng cái này kiếm tinh đế quốc cũng liền nhanh chơi xong cái kia còn dùng bốn châu liên minh đối phó a à? hừ ngô giang đảo liếc hắn một cái cũng là bất đắc dĩ có điều hắn biết tên này cũng là tính tình trẻ con cần hống sau đó cũng cho tận hắn mặt mũi cười nói đã thành chủ nói như vậy vậy lão phu đương nhiên hội mượn chỉ nhìn cô nương thời gian ha 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 thật sâu nhìn cái kia ngô giang đảo liếc một chút bách lý cảnh ngọc cũng là cao hứng gật đầu lão nhân này vẫn rất nề tình nga à? như vậy liền đã tạo ngô lão còn có thành chủ đại nhân mộ dung tuyết tựa hồ còn có chút do dự nhưng cuối cùng lại là khách sáo nói mặt mũi tràn đầy xương quang sán lạn bách lý cảnh ngọc một mặt chưa ca tướng chất phác nói không cảm tạ với không cảm tạ chắc là hắc 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 hưu 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 thế mà đúng lúc này lại là mấy đạo tiếng xé gió vang lên lại chính là ngô nhiên trạch chờ người chạy đến đầu tiên là đối ngô giang đào gật gật đầu biểu thị bên kia đã đem chắc phàm đưa đi hết thẻ thỏa đáng ngay sau đó ngô nhiên trạch trực tiếp thẳng đi vào xa giá trước hướng xe kia bên trong không người cúi đầu nói mộ dung cô nương đã lâu không gặp hoan nghênh đi vào tụ kim thành ngô công tử đã lâu không gặp gần sinh ý tới được chứ nắm cô nương hồng phúc hết thảy mạnh khỏe chỉ là cô nương nếu là lại chiếu cố một hai vậy thì càng tốt bất quá trên mặt tràn đầy vui sướng ý cười ngô nhiên trạch vẫn như cũ là chưa bài kia nét mặt trầm mặc người trong xe nhi không nói gì thật lâu mới thản nhiên nói ngô công tử còn như trước kia một dạng không có gì thay đổi a à ta muốn quý hãng tại Nam Châu phát triển, hội phát triển không ngừng. Nắm cô nương cắt ngôn, hung hăng liền ôm quyền, ngô nhiên trạch mỉm cười. Chỉ là mộ dung tuyết nhìn lấy đây hết thảy, lại là bất đắc dĩ dao động cái đầu. Quả nhiên, cái này ngô đại công tử vẫn là bộ này truy tên trục lợi đức hạnh. Trong mắt chỉ danh lợi liền không có khác, mảy may tình nghĩa cũng không có. Cùng lúc trước thật sự là không có bất kỳ cái gì khác biệt. Mộ dung tuyết lúc này tâm tình là có chút thất lạc. Trước kia hắn đối cái này ngô công tử không là hoàn toàn không hề động tâm qua, chỉ là về sau phát hiện bản chất, liền cũng thất vọng, qua nhiều năm như vậy, gặp lại trước kia người cũ, kết quả vẫn là như lúc trước đồng dạng, không có chút nào tiến bộ, liền càng thêm thất vọng, mà Bách Lý Cảnh Ngọc nhìn đến ngô nhiên trạch thế mà cùng mộ dung tuyết như thế quen thuộc, không khỏi có chút ghen ghét, vội vàng tiến tới góc mặt, xuất ra một cái cái hộp tinh xảo ngắt lời nói, mộ dung cô nương, ngài không xa mười ngàn dạm tới này tụ kim thành, bổn thành chủ có một lễ vật đưa cho cô nương, còn mời cô nương vui vẻ nhận, không cần nhiều tạ thành chủ hậu ái thanh âm bên trong tràn đầy lạnh lùng mộ dung tuyết đạm mạc lên tiếng bất quá cái kia bách lý cảnh ngọc lại là không cam tâm tiếp tục dây dưa đến cùng cô nương ngài nhất định muốn nhận lấy bổn thành chủ phần này đại lễ bổn thành chủ cam đoan tuyệt sẽ không để cho cô nương thất vọng thôi đi tiểu thư nhà ta người nào các người không biết sao ai mà thèm các người tặng đồ không khỏi bĩu môi trụy nhi một mặt khinh thường nói không khỏi cười hắc hắc bách lý cảnh ngọc một mặt bị ổi ba một tiếng mở hộp ra bên trong lại là một khối màu đen cố chấp chính là cái kia ma linh thạch không thể nghi ngờ côn hương thứ này thế nhưng là rất hiếm thấy cam đoan người dùng nhất định sẽ suốt đời ách thế mà hắn lời còn chưa nói hết đã là đột nhiên đồng tử trừ một cái thân thể cứng đờ bỗng nhiên run rẩy lên đồng thời cuồn cuộn hắc khí ngăn không được địa theo trong cơ thể hắn tản ra đụng giống như là bị kinh phong giống như bách lý cảnh ngọc một cái lảo đảo té ngã trên đất miệng sùi bọt mép từng đạo khí lưu màu đen tại hắn toàn thân cao thấp chạy trốn chỉ là trong nháy mắt đã đem toàn thân hắn biến thành đen kịt một màu thân thể cũng đang dần dần cứng ngắc giống như cố chấp giống như thật giống như hắn ngã xuống lúc rơi ở bên cạnh hắn khối kia ma linh thạch chính hắn cũng đang dần dần biến thành tảng đá kia trong mắt nhịn không được co rụt lại mọi người tại đây đều là cùng nhau quá sợ hãi trên mặt tất cả đều là nghi hoặc không rõ ràng cho lắm trụy nhi càng là nhịn không được hét lên một tiếng hét lớn tiểu thư hắn 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 sư không đợi chuyện nhi vậy hắn 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 nói xong một đạo bạch sắc bóng hình xinh đẹp đã là đột nhiên theo cái kia xe lớn bên trong lóe ra bỗng dưng rơi vào cái kia bách lý cảnh ngọc trước mặt chương 965, âm hồn bất tán cơ nhược tuyết ra vô cùng mịn màng lông mày giống như chỗ ngoặt liễu trên ánh trăng vân sao hai má dường như đào hoa đua nở kiểu diễm muốn rõ ràng mắt như thu thủy sông dài động nhân tâm ruộng mộ dung tuyết dáng người vừa mới xuất hiện ở trước mặt mọi người liền làm tại chỗ tất cả mọi người không khỏi cùng nhau khẽ giật mình trong nháy mắt ngây người trong lòng một trận cảm thán nam châu đệ nhất mỹ nhân quả nhiên danh bất hư truyền riêng là cái kia ngã trên mặt đất còn đang không ngừng run rẩy bách lý cảnh ngọc giờ này khắc này lại cũng không khỏi đến trong mắt bỗng nhiên ngưng tụ lộ ra kinh động như gặp thiên nhân vẻ kinh ngạc liền thân thể run rẩy đều tựa hồ quên khóe miệng hơi hơi một phát bỗng dưng nhìn si hoàn toàn không có lướt hắn một cái mộ dung tuyết trên mặt vẫn lạnh lùng như cũ vội vàng tìm tòi hắn thủ đoạn một cỗ dịu dàng nguyên lực liền nhất thời xông vào đi thế nhưng là cái này không dò xét còn tốt tìm tòi phía dưới nàng cái kia vốn là bình tĩnh sắc mặt lại cũng đột nhiên đại biến trong nháy mắt thì ngưng trọng lên cái này đến tột cùng là cái gì tiểu thư hắn hắn làm sao mắt thấy cái kia bách lý kinh vĩ thân thể càng ngày càng đen càng ngày càng cứng ngắc trụy nhi không khỏi một mặt lo sợ mà nói sắc mặt ngăn không được lòng đất nặng mộ dung tuyết cũng là mắt hiện mê hoặc lắc lắc đầu không biết trong cơ thể hắn rất kỳ quái có một cỗ màu đen đồ vật chính đang không ngừng thôn phệ hắn thân thể ngay cả ta thăm dò vào nguyên lực cũng trong nháy mắt thôn phệ không biết là cái quái gì nhưng khẳng định cực kỳ hung hiểm đáng sợ nghe được lời này mọi người cùng nhau gật đầu trong lòng cũng hơi hơi run lên đại thể minh bạch một số đồng thời nhìn về phía mộ dung tuyết nhìn nàng như thế nào thi cứu dù sao vị này mộ dung đại tiểu thư trừ khuynh quốc khuynh thành bên ngoài y tiên tên cũng không phải chỉ là hư danh ha ha ngươi làm gì thế nhưng là đúng vào lúc này trụy nhi một tiếng bén nhọn hét lớn lại là vội vã kêu lên mọi người giật mình theo nàng chỉ phương hướng nhìn qua lại là chính gặp cái kia đã thân thể không nghe sai khiến bách lý kinh vĩ hai con người kinh ngạc nhìn nhìn chằm chằm mộ dung tuyết đem tại trên cổ tay hắn tay ngọc phương hướng một cái bàn tay heo ăn mặn há miệng run rẩy nỗ lực hướng về phía trước tiến dần lên lấy dường như cho dù trước khi chết cũng muốn sờ một chút cái này nhưng ngọc non tay đồng dạng trong mắt còn mang theo nồng đậm dâm tục trì sắc ngăn không được địa hắc hắc nói mộ dung cô nương ngài thật đúng là xinh đẹp thiên da mặt nhịn không được cùng nhau co lại mọi người mắt thấy cảnh này trong lòng không khỏi nhất thời không còn gì để nói tiền sắc phôi này thật sự là chó đổi không ăn cứt chính mình cũng nguy cơ sớm tối còn ban khoăn cô nương xinh đẹp đâu mộ dung tuyết cũng là mặt như phủ băng một nắm đấm không khỏi hung hăng nắm nắm tức giận đến nghiến răng nghiến lợi nếu không phải gặp tên này là cái thân thể quấn quái bệnh người nàng không phải một bàn tay hô trên mặt hắn không thể như thế đức hạnh còn nghĩ đến đùa giỡn phụ nữ đàng hoàng có thể thấy được hắn ngày bình thường là bực nào vô pháp vô thiên bất quá không cần đến nàng giáo huấn bách lý kinh vĩ tại sắp đụng phải nàng tay ngọc trước đã là cắt một tiếng trong nháy mắt cứng đờ tuy nhiên trong mắt vẫn như cũ mang theo dâm uế màu sắc cùng dục vọng nhưng là toàn bộ thân thể đã lại cũng khó có thể động đậy mày may. Thân thể kia bên trong một điểm cuối cùng sinh mệnh khí tức, cũng đã hoàn toàn biến mất không còn tâm tích, dường như đã bị cái kia khí lưu màu đen hoàn toàn chìm ngập. Hắn, hiện tại chính thức thành một khối màu đen cố chấp, cùng cái kia ma linh thạch không khác, nhìn lấy đây hết thảy tại chỗ tất cả mọi người không khỏi tất cả đều ngây người, trong lòng kinh sợ một hồi, bọn họ người nào đều khó có thể tưởng tượng, vì sao tốt tốt một cái người, sẽ như thế không minh bạch chỗ ngay tại tất cả mọi người trước mặt. Dưới ban ngày ban mặt thì ly kỳ như vậy chết đâu, mà lại, còn bị chết như thế kỳ quặc. Cái này bất giác để tại chỗ tất cả mọi người đều có loại, như có gai ở sau lưng, lưng thổi sư sư gió lạnh cảm giác, giật mình một thân mồ hôi lạnh. Mộ dung cô nương, cái này, đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Chậm rãi đứng ra, hướng về mộ dung tuyết hơi hơi bái bai, ngô giang đỏ vẻ mặt vô cùng nghi hoặc hỏi thăm lên tiếng, hơi hơi trầm ngâm một chút, mộ dung tuyết cũng là mê mang địa lắc lắc đầu mi mắt nhẹ trao lại, vạn phần khó hiểu nói. Ta đây cũng không rõ lắm trắng, tiểu nữ tử hành y nhiều năm, chỗ trẻ qua ca bệnh cũng không ít, lại là lần đầu nhìn thấy quỷ dị như vậy sự tình. Có điểm giống chúng độc, nhưng là như thế mãnh liệt phát tác, còn có cái kia khó có thể khu trừ đặc tính, lại là lại không giống. Cũng có chút tương tự ma đạo chúng chu thuật, cổ vật, nhưng lại có chút không giống, tóm lại ta cũng không hiểu sâu. Hưu hưu hưu, thế mà, nàng lời còn chưa dứt, lại là mấy trăm đạo tiếng xé gió trong nháy mắt vang lên sau một khắc theo trong thành nội địa chỗ một chuỗi giải địa xẹt qua khó có thể tính toán lưu quang đợi rơi xuống mọi người trước người hiện ra hình đến người cầm đầu lại là để tại chỗ tất cả mọi người không khỏi giật này cả mình không khỏi kinh hãi thừa tướng đại nhân ngài làm sao lại đột nhiên giá lâm tụ kim thành bách lý cảnh ngọc cái kia hỗn đàn đây bản tướng mượn quan đạo truyền tống ngàn dặm đi tới nơi này thành trì bên trong lại nghe người ta nói hắn ra khỏi thành đón khách hừ hiện tại người ở nơi nào bản tướng nhưng muốn tìm hắn thật tốt tính toán một khoản ánh mắt khẽ híp một cái bách lý kinh vĩ sắc mặt tái nhợt đúng là không có chút nào nhìn ở trong sân người lướt một chút quát lạnh lên tiếng lẫn nhau lẫn nhau nhìn xem trong mắt mọi người đều là một trận do dự sau đó không hẹn mà cùng hướng cái kia một đoàn than đen giống như vật thể hình người phía trên nhìn qua thuận lấy bọn hắn ánh mắt nhìn về phía chỗ đó bách lý kinh vĩ lúc này biết làm sao chuyện không khỏi cười lạnh liên tục lên tiếng cái phế vật này thật sự là gặp báo ứng a à. thế mà cũng là chết như vậy hư tính ngươi chết nhanh không phải vậy bản tướng cũng sẽ không để ngươi thì dễ dàng như vậy sự tình ách thừa tướng đại nhân nghe ngài vừa mới nói tựa hồ biết trong thời gian này đến tột cùng lúc này bách lý kinh vĩ còn không có điểm bọn họ hải xuyên cửa hàng tục danh ngô giang đào không rõ nội tình đã là hào chết không chết địa vọt tới chính phẫn nộ thừa tướng đại nhân họng súng không người bái nói vừa mới chúng ta tận mắt nhìn đến thành chủ đại nhân bị chết không minh bạch chẳng lẽ nói trong này có cái gì kỳ quặc mi mắt bất giác vẩy một cái bách lý kinh vĩ thật sâu liếc hắn một cái lại là bỗng dưng suy cười ra tiếng ngô lão đầu a à? người còn thật dám ở bàn tướng xuất hiện trước mặt a à? hắn chết như thế nào chẳng lẽ các người hải xuyên thương hội không rõ ràng sao ách thừa tướng đại nhân lời này bắt đầu nói từ đâu a à? không khỏi giật mình ngô giang đảo nhất thời hoảng hốt thân thể nhịn không được mà run lên lên bởi vì hắn minh bạch bách lý kinh vĩ là chỉ thế chi tài cực thiện lung lạc nhân tâm bình thường lui bọn họ đều là mười phần khách khí nhưng hôm nay lại là vừa ra khỏi miệng liền tràn đầy mùi thuốc súng tranh phong tương đối khắp nơi gây chuyện nói rõ vị đại nhân này đầu mâu đã đối hướng bọn họ chỉ là để bọn hắn vạn phần không hiểu là bọn họ đến tột cùng làm gì sai sẽ chọc cho đến bách lý kinh vĩ tức giận như vậy đúng là trong nháy mắt để xuống ngày bình thường ôn tổ lễ độ khí độ hướng bọn họ lộ ra hồ lang đồng dạng giang nanh đầu nhìn chằm chằm cái kia cực kỳ mê hoặc ánh mắt bách lý kinh vĩ cũng biết hắn cũng không biết tường tình không khỏi thản nhiên cười diệu diệu nói ngô lão đầu ngươi không biết các người hải xuyên cửa hàng làm chuyện gì tốt đúng không quyển kia tướng liền đến hỏi ngươi cái kia ma linh thạch là chuyện gì xảy ra đến tột cùng từ chỗ nào đến cho ta chi tiết bàn giao cái gì ma linh thạch thân thể nhịn không được lắc một cái ngô giang đào cùng ngô nhiên trạch hai cha con đều là cùng nhau giật mình sau đó trong nháy mắt ngơ ngẩn trên mặt một trận kinh ngạc do dự không ngừng thừa tướng đại nhân ngài ngài lại nói cái này cùng ma linh thạch hư hung hăng phất ống tay áo một cái bách lý kinh vĩ lạnh hừ một tiếng nghiến răng nghiến lợi nói thật không biết các ngươi từ nơi nào làm ra tảng đá kia còn cùng bách lý cảnh ngọc cái phế vật này cùng một chỗ lấy tới đế đô đi phân phát cho những cái kia đắc lực thần tử đế quốc dường cột kết quả vừa vặn rất tốt trong vòng ba ngày một phần ba vương công quý tộc nhóm dùng các ngươi cái này tảng đá vụn cả đám đều biến thành bộ này màu đen hài cốt chết cũng không biết chết như thế nào đế quốc trọng thần trong vòng ba ngày chết một mảng lớn cả nước chấn động trách nhiệm này đến tột cùng người nào chịu các ngươi nói thứ này đến tột cùng là từ nơi nào làm ra thân thể ngăn không được chấn động hải xuyên thương hội mọi người cùng nhau quá sợ hãi sau đó một mặt giật mình lo lắng nhìn về phía cái kia rơi trên mặt đất ma linh thạch nhất mắt lại là như vậy trói mắt tâm đều cả kinh muốn nhảy ra cứ như vậy một khối tiểu hòn đá nhỏ vậy mà để đế quốc gần nửa cao tầng vẫn diệt đây chính là đại họa sự tình a à không thể nói được bọn họ ngô ra tại trung châu gót chân cứ như vậy hết hải xuyên cửa hàng mấy ngàn năm cơ nghiệp cũng muốn hủy hoại chỉ trong chốc lát vừa nghĩ đến đây ngô giang đảo sắc mặt liền không khỏi tái nhợt xuống tới thân thể hung hăng run run một cái lảo đảo một miệng đỏ thẫm máu tươi bỗng dưng từ khóe miệng chảy ra trên mặt tràn đầy vẻ tuyệt vọng thừa tướng đại nhân ngài bớt giận tuy nói cái này mà linh thạch là chúng ta cửa hàng tiêu thụ dùng nhưng lại không phải chúng ta hàng hóa a là một người khách nhân phó thác cho chúng ta chúng ta cũng không biết sao lại thế trong lòng không khỏi quýnh lên ngô nhiên trạch nhanh chóng vội vàng khom người cầu tình trên mặt đều là nôn nóng bất an liếc xéo hắn liếc một chút bách lý kinh vĩ không khỏi suy cười ra tiếng một người khách nhân ai vậy họ gì tên gì đến từ nơi nào đi hướng chỗ nào thuộc về cái nào phe thế lực cái này cái này da mặt nhịn không được hơi hơi run run ngô nhiên trạch một mặt ngượng nghịu thưa tướng đại nhân người biết chúng ta có quy củ không hỏi qua khách người thân phận nội tình Người ta không muốn nói, chúng ta cũng không có cách nào, chúng ta chỉ biết là hắn muốn đi trước Tây Châu, vừa dùng chúng ta đường buôn bán truyền đi, còn một mực mang theo cái hôn mê hài tử. Cái gì? Hải tử? Mi mắt nhịn không được lắc một cái, còn tại mặt mũi tràn đầy sắc mặt giận giữa bách lý kinh vĩ nhất thời giật mình, không thể tin nói. Cái dạng gì hài tử, đến tột cùng bao lớn, hai người bọn họ lại hình dạng thế nào? Hơi hơi trầm ngâm một chút, ngô nhiên trạch nhanh chóng vội vàng khom người cúi đầu, lập công trục tội khởi bẩm thừa tướng đại nhân cái đứa bé kia đại khái bảy tám tuổi mũm mĩm hồng hồng rất đáng yêu chỉ là dường như thụ cái gì trọng thương một mực tại hôn mê còn vị tiên sinh kia thân hình so sánh gầy gò nhưng lại khôn khéo cực kỳ rất giỏi về đàm phán tại hạ cũng tốn sức tâm cơ cũng không có có thể dò hắn một chút nội tình không có khả năng là cái kia nam nhân hắn còn chưa có chết làm sao có thể thân thể nhịn không được run run bách lý kinh vĩ tựa hồ nghĩ đến cái gì một mặt khó có thể tin nói tại trảm long kiếm vương một kiếm kia bên dưới hắn chắc là chém thành muôn mảnh làm sao có thể còn hành tẩu vu thế ở giữa tiểu thư bọn họ trong miệng sở thuyết người kia có phải hay không chúng ta gặp phải cái kia gọi cổ nhất phàm hai cha con trụy nhi im miệng cái này không quan viên chúng ta sự tình đúng lúc này trụy nhi nghe đến bọn họ trò chuyện không khỏi nhất thời nhỏ giọng nói mộ dung tuyết vội vàng rõ ràng khiển trách một tiếng hướng nàng đánh cái ánh mắt bất quá lỗ tai vô cùng nhạy bén bách lý kinh vĩ đã là một từ không bỏ sót nghe đến, không khỏi mãnh liệt nhìn về phía hai người, kinh ngạc nói, cái gì, các người nói các người ngộ qua hai người kia, thật gọi cổ nhất phàm mà, lúc nào sự tình, đúng, ba ngày trước chúng ta tại đất tuyết bên trong cứu hai người, một lớn một nhỏ, cái kia đại, trước khi chia tay tự xưng cổ nhất phàm nhìn đến chính mình hai người bị bách lý kinh vĩ để mắt tới tự biết tránh không khỏi mộ dung tuyết trầm ngâm một chút liền một năm một mười nói ra nghe được lời này Bách Lý Kinh Vĩ trên mặt biến rồi lại biến, trong mắt đều là vẻ không thể tin được, thần sắc phức tạp khó phân biệt, trong miệng càng là đang run lên sau một hồi. Mới lẩm bẩm nói, cổ nhất phàm, người thật đúng là âm hồn bất tán đâu. mươi 966, hủy nhà diệt tộc, thế nào, thừa tướng đại nhân, ngài nhận biết vị tiên sinh kia, còn là lần đầu tiên nhìn thấy Bách Lý Kinh Vĩ như thế mê vọng ánh mắt, ngô nhiên chạy không khỏi trong lòng lo sợ, thăm thầm thăm dò lên tiếng, ánh mắt khẽ híp một cái bách lý kinh vĩ trong tay hung hăng nắm lại cắn răng nói nào chỉ là nhận biết người kia quả thực là bản tướng cả đời xỉ nhục vốn là coi là đã xử lý sao lại thế hừ hừ nói như vậy đây hết thảy thì đều giải thích thông âm mưu lại là ngươi cổ nhất phàm âm mưu muốn phá vỡ ta kiếm tinh đế quốc đúng không bất quá đáng tiếc chỉ cần có bản tướng tại liền sẽ không để ngươi đạt được hừ 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 thiếu một phần ba đế quốc trọng thần thì thế nào chỉ cần bản tướng dùng một chút thời gian thì hoàn toàn bù đắp Ngươi cướp đi bản tướng trùng thiên kiếm thì thế nào dù sao hiện tại lão tổ tông xuất quan cửu kiếm vương quy vị bản tướng rất nhanh liền có thể đem kiếm lại cướp về chỉ là một giới thần chiếu cảnh ngươi lẻ loi một mình là đấu không lại ta cổ nhất phàm trong tai nghe lấy bách lý kinh vĩ oán độc ngôn ngữ mọi người một mặt giật mình lo lắng nhìn về phía hắn cũng đã tựa hồ hoàn toàn minh bạch cái gì thì ra cái này bách lý kinh vĩ chẳng những nhận biết người kia còn cùng người kia là từ đối đầu à thế nhưng là để bọn hắn khó có thể tin là đến tổ cùng là thần thánh phương nào, làm cho luôn luôn bình tĩnh tỉnh táo, vạn vật không để trong lòng trăm dặm thừa tướng, điên cuồng như vậy mà chấp nhất, coi là suốt đời chi địch, người này coi là thật không đơn giản, tối thiểu có thể cùng bách lý kinh vĩ địa vị ngang nhau. Một bên mộ dung tuyết hai người gặp này, cũng là không khỏi trong lòng run lên, âm thầm tắc lưỡi, tiểu thư, chúng ta lúc trước cứu người kia, không nghĩ tới còn thật không đơn giản a à, thế mà làm cho danh chấn Nam Châu Bách Lý Kinh Vĩ, như thế nhớ thương, nào chỉ là nhớ thương, quả thực cũng là địch nhân vốn có mí mắt khẽ nhíu một cái mộ dung tuyết cũng là không khỏi cảm thán nói nếm văn đại ca nói lên cái này bách lý kinh vĩ là trung châu vô miệng kiếm vương không được khinh thường nhưng không nghĩ tới hôm nay thế mà lại bởi vì người kia giận đến tình trạng như thế không có nửa phần phong độ có thể nói có thể thấy được cái kia cổ nhất phàm cũng làm thật không đơn giản a à. bất giác hì hì cười một tiếng trụy nhi lúc này hai mắt tỏa sáng nói vậy nói như thế ba chúng ta ngày trước xem như cứu đối với người địch nhân địch nhân thì là bằng hữu cứu bách lý kinh vĩ kẻ thù Đề vị này lấy trí lấy xương thừa tướng đại nhân tâm phiền ý loạn chúng ta chẳng phải là vì bốn châu liên minh đại nghiệp lập đại công sau này trở về nhưng muốn để gia chủ thật tốt khen thưởng một phen mới là hì hì ai nói thế nào lập công đâu nếu là thời gian có thể đảo lưu ta tình nguyện không cứu được qua người này bất đắc dĩ lắc lắc đầu mộ sung tuyết một mặt ai thán nói không khỏi sững sờ trụy nhi một mặt không hiểu tiểu thư cứu một mạng người hơn xây tháp bảy tầng tháp đây chính là ngươi nói vì sao không sai cứu người nhất mệnh thật là thiện quả nhưng cứu ma nhất mệnh lại là cho người ta ở giữa mang đến càng đại tai họa ác nghiệp khó tiêu a à. không khỏi bất đắc dĩ cảm thán một tiếng mộ dung tuyết không khỏi hơi hơi liếc một cái cái kia bách lý cảnh ngọc than đen thi thể trong mắt đột nhiên lộ ra một tia sầu não đến người này xuất thủ ác độc thần bí khó lường sau này không biết lại muốn làm ra như thế nào ác quả mà những thứ này nhiệt báo đều là muốn do chúng ta cùng một chỗ tiếp nhận. Chỉ nguyện hắn lương tri chưa phai mờ, làm chút tích đức hành thiện sự tình, sớm thoát ác quả liền tốt. Thật sâu phải xem mộ dung tuyết liếc một chút. Sau đó vừa nhìn về phía cái kia than đen, Trụ Nhi không khỏi bất đắc dĩ bĩu môi, nói lẩm bẩm. Nhưng bây giờ chết đều là địch nhân người a, à. bất kể là ai, đều là một đầu sinh mệnh, huống chi còn bị chết thê thảm như thế, không phải ta đại nghĩa tiến hành vô luận như thế nào, ác cũng là ác, mà cũng là ma bất luận hắn đứng tại cái kia lập trường đều không phải chúng ta người đồng đạo chậm rãi lắc đầu mộ dung tuyết đối trong lòng mình lập trường mười phần kiên định trụy nhi dương mắt liếc một cái nàng đạm mà gật đầu há ta minh bạch về sau gặp lại người kia ta sẽ thay tiểu thư trừ hắn trừ ma vệ đạo nghe được lời này mộ dung tuyết không khỏi bật cười một tiếng bất đắc dĩ lắc đầu người này tuy là thần chiếu cảnh nhưng gặp liền bách lý kinh vĩ đều cầm hắn không cách nào liền nên minh bạch hắn là cỡ nào khó có thể đối phó ngươi một cái tiểu cô nương há lại người ta đối thủ chỉ là hiện tại qua qua miệng nghiện ngày sau nhưng chờ có tự lấy nhục trăm dạm thừa tướng đã ngài đã biết cái kia người thân phận xin mời cấp tốc truy nã tại hắn a ta hải xuyên cửa hàng trải rộng nam châu nhất định sẽ toàn lực hiệp trợ gặp bách lý kinh vĩ cái kia một bộ thống hận bộ dáng ngô nhiên trẻ con người trái chuyển phải chuyển đi loanh quanh nhanh chóng vội vàng khom người cúi đầu xăm ba câu liền muốn từ đó sự tình bên trong thoát thân đi ra bất quá bách lý kinh vĩ là ai hà có thể để hắn dễ dàng như vậy liền đem sai lầm cho tránh thoát tà ta cười một tiếng bách lý kinh vĩ quay đầu nhìn về phía hắn đột nhiên lộ ra một nụ cười quỷ dị ngô đại công tử bản tướng là cái chính khách không là người làm ăn ngươi cũng đừng cùng bản tướng cỏ kẻ mặc cả hiệp trợ bản tướng hừ 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 ngươi cho rằng hải xuyên cửa hàng tại nam châu lớn bao nhiêu thế lực còn không phải muốn lo ngại tránh thức người cầm quyền lại nói tiểu tử kia tại trung châu bản tướng đều không thể bắt lấy ngươi cho rằng tại hán châu các ngươi có thể thay bản tướng bắt lấy lại giả thuyết bản tướng sao có thể tin tưởng một cái dùng đường buôn bán giúp tiểu tử kia trốn người chân tâm thực ý làm gốc tương xuất lực đâu thừa tướng đại nhân ngài nhất định muốn tin tưởng chúng ta hải xuyên cửa hàng thật cùng sự kiện này đầy đủ nhiên trạch ngô nhiên trạch quýnh lên vội vàng xuất khẩu thế nhưng là còn không đợi hắn nói ra mấy câu đến hét lớn một tiếng lại là đột nhiên vang lên không khỏi khẽ giật mình ngô nhiên trạch quay đầu nhìn qua đã thấy người kia không là người khác đúng là mình phụ thân thương hành hội trường ngô giang đào không thể nghi ngờ chậm rãi khoát khoát tay ngô giang đào không khỏi bật cười một tiếng trong mắt tinh mang nhấp nháy đã xem thấu hết thảy nhiên trạch không cần lại nhiều tốn nước bọt vừa mới thừa tướng đại nhân nói rất rõ ràng hắn là cái chính khách không là thương nhân hắn cần nếu không phải cò kè mặc cả mà chính là viên mãn giải quyết sự kiện lần này bây giờ cái kia cổ nhất phàm đã không biết tung tích đế quốc tổn thất gần nửa cao tầng chấn kinh nam châu cũng nên có người đi ra gánh chịu ta muốn thừa tướng đại nhân là nghĩ để cho chúng ta hải xuyên cửa hàng còn có bách lý cảnh ngọc đến gánh trách nhiệm đi ha 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 ngô lão ra tử không hổ là lão giang hổ cũng là hiểu chuyện không khỏi nhẹ nhàng vỗ vỗ tay bách lý kinh vĩ nhếch miệng cười một tiếng thản nhiên nói ta không quản các ngươi cùng sự kiện này liên lụy bao lớn là cố ý hay là vô tình nhưng chỉ cần các ngươi cùng việc này có quan hệ sự tình náo đến bao lớn các ngươi cho ta phụ bao lớn trách không phải vậy ta không cách nào hướng bệ hạ cùng lão tổ tông bàn giao cái này cũng là một cái chính khách tự ta tu dưỡng chuyện gì đều muốn thập toàn thập mỹ địa giải quyết nhưng là đúng sai thiện ác đều không luận ra mặt nhịn không được run run ngô giang đào trong lòng trầm xuống thật sâu hít một hơi như vậy trăm dặm thừa tướng cảm thấy việc này đến tột cùng lớn bao nhiêu đâu lão hủ một tính mạng người có thể hay không nhận phía dưới gần nửa đế quốc cao tầng chết chỉ bắt ngươi một người tới đỉnh không ngại quá nhẹ sao lạnh lùng theo dõi hắn cái kia già nua khuôn mặt không thả bách lý kinh vĩ mặt không biểu tình tạm mạc lên tiếng ngô lão gia tử cái này mấy ngàn năm nay người vì đế quốc liên thông nam châu không thể bỏ qua công lao đa tạ đáng tiếc lần này chuyện lớn hải xuyên thương hội tại trung châu về sau cũng không cần phải lại lưu giữ tại đi xuống đi thân thể nhịn không được chấn động ngô giang đào đột nhiên ngửi như thế tin giữ không khỏi hung hăng khẽ cắn môi bất đắc dĩ nhắm mắt lại còn lại thương hội mọi người cũng là trong lòng hoảng hốt một mặt không cam lòng đến hung hăng nhìn chăm chú về phía bách lý kinh vĩ chỗ đó song quyền đều chăm chú đến nắm lại đến cuồn cuộn khí thế cường hãn ngăn không được phát ra mà bách lý kinh vĩ sau lưng một đám quy nguyên cao thủ cái kia cường hãn chi lực cũng là ẩn ẩn phát ra mang theo ngay ngắn nghiêm nghị thấy tình cảnh này ngô nhiên chạy không khỏi lúc này hoảng hốt vội vàng khoát khoát tay lên tiếng xin xỏ cho trăm dặm thừa tướng chuyện gì cũng từ từ không cần thiết nhiên trạch thế mà còn không đợi hắn nói xong ngô nhiên đồng hét lớn lại là vang lên lần nữa tiếp lấy nhìn về phía hắn cái này thông minh tháo vát con trai trưởng trên mặt nụ cười biến đến ấm áp rất nhiều nhiên trạch là cha một mực sẽ nói với ngươi giàu không cùng quan viên tranh giành nhưng có một câu một mực không dám theo ngươi rằng, phú quý cuối cùng cũng có đầu chim bay cố lương cung tàng giết được thỏ mổ chó săn đường buôn bán dựa vào quyền quý mà lên tất nhiên bởi vì quyền quý mà rơi bây giờ thừa tướng đại nhân như thế gọn gàng địa đối phó chúng ta cửa hàng chỉ sợ là đã cảm giác cho chúng ta vô dụng đi. Nói một cách khác, thừa tướng đại nhân gót sắt bước vào Nam Châu tốc độ, rốt cục muốn rảo bước tiến lên, chúng ta hối thông Nam Châu tác dụng, đã không trọng yếu nữa. Lời vừa nói ra, mọi người đều kinh hãi, chỉ có bách lý kinh vĩ lạnh lùng nhìn lấy hắn, lại là đột nhiên lộ ra tà dị tiếu dung. Ngô lão gia tử, nghĩ không ra ngươi một giới thương nhân, nhìn đến là thật lâu dài à, không sai, bây giờ lão tổ tông xuất quan, cử kiếm vương đầy đủ, đồng thời cùng bốn châu đối địch đã không thành vấn đề chờ năm châu thống nhất thiên hạ tận quy vương người cũng liền không cần lại có người làm người trung gian tuy nói hôm nay việc này xem như một kiện dây dẫn nổ nhưng khoảng cách triệt tiêu hải xuyên cửa hàng thời gian thực cũng không bao xa trăm dặm thừa tướng thật đúng là một cái đáng sợ chính khách tuy nhiên mọi người thường nói thương nhân lợi lớn nhẹ biệt ly nhưng chính khách sao lại không phải vô tình lại vô sỉ từ trước tới giờ không giảng bạn cũ khóe miệng xẹt qua một đạo lạnh nhạt nụ cười Ngô Giang Đào không khỏi thật dài địa phun ra một ngụm chọc khí đến. Có điều, thừa tướng đại nhân muốn rút lui ta hải xuyên cửa hàng, chỉ sợ cũng không phải dễ dàng như vậy sự tình a. À, ha ha ha, nhiên trạch, là cha bình thường đều nói đệ đệ ngươi nhiên đông lỗ mãng xúc động, nhưng lần này, là cha cũng muốn xúc động một lần. Người tới, hôm nay chúng ta cửa hàng cùng bọn hắn liều, coi như toàn quân bị diệt, cũng muốn tự mình bọn họ một miếng thịt đến. Vâng, mọi người hung hăng liền ôm quyền, hét lớn lên tiếng sau đó liền cùng nhau thả ra khí thế cường đại xông đi lên bách lý kinh vĩ mặt mũi tràn đầy lạnh lùng vung tay lên sau lưng quy nguyên cảnh bọn hộ vệ cũng cùng nhau xông đi lên hừ sớm biết người khối này xương cứng không tốt gặm nếu không bản tướng làm gì đem đế quốc cấm vệ quân toàn mang đến đây ha 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 phanh 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 a à, từng tiếng tiếng vang rung trời hoàn toàn từng tiếng hỏ hét chỉ trích thương khung chỉ là trong nháy mắt hai phe cao thủ va chạm vào nhau đã là máu nhuộm trời xanh xương chôn mặt đất một mảnh thảm liệt cảnh tượng tuy nói hải xuyên cửa hàng có không ít cao thủ hộ vệ nhưng lại cái nào là đường đường đế quốc đối thủ chỉ là trong chốc lát đã là thương vong thảm trọng ai hô không ngừng thấy tình cảnh này ngô nhiên chạy không khỏi khẩn trương nhìn về phía cha nói phụ thân chúng ta không đấu lại vẫn là tranh thủ thời gian rút lui đi rút lui người nghĩ rằng chúng ta có thể rút lui ở đâu chạy không thật dài thở dài ngô giang đào thật sâu lức hắn một cái lại là cười khổ lắc lắc đầu mặt mũi tràn đầy vẻ tuyệt vọng chương 967 sống một mình mí mắt hơi hơi lắc một cái ngô nhiên trạch một mặt giật mình lo lắng địa nhìn mình phụ thân chất vấn như vậy chúng ta ở chỗ này cùng bách lý kinh vĩ bọn họ liều mạng lại có ý nghĩa gì chỉ là bị chết càng nhanh mà thôi phụ thân đây không phải ngài tác phong a à? đúng vậy a à. đây không phải ngươi lại là đệ đệ ngươi nhiên đông chậm rãi gật gật đầu ngô giang đào không khỏi mỉm cười thực đệ đệ ngươi một mực tại cho ta dẫn lửa ta cũng một mực mắng hắn nhưng lại theo không ghét hán dạng này thậm chí còn có chút không nỡ hán biến dạng thân thể chấn động ngô nhiên trẻ kinh ngạc nhìn nhìn mình phụ thân trong mắt đều là không hiểu bất giác mỉm cười 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 ngô giang đào không khỏi thở dài lên tiếng người nào chưa từng có thiếu niên nhiệt huyết chỉ là kinh lịch được nhiều liền biến đến khéo đưa đẩy không có góc cạnh lão phu biến đến từng trải sành đời mới có thể lập tại thế gian sau đó đem ngươi cũng biến thành dạng này mới có thể thuận buồm xuôi gió nhưng lão phu lại ưa thích nhiên đông mỗi lần cho ta đầm rắc rối bộ dáng giống rất trẻ tuổi lúc lão phu bây giờ phần này sành đời đã bảo vệ không chúng ta tánh mạng không bằng thoải mái một thanh quay lại một chút tuổi thanh xuân lúc nhiệt huyết thuận tiện cấp nhiên đông chỉ hoãn một chút thời gian đi cái gì chỉ hoãn thời gian đúng vậy à chúng ta đều là thương hội xương cánh tay bách lý kinh vĩ sẽ không bỏ qua cho chúng ta nhưng nhiên đông không giống nhau một cái nhiệt huyết lên não bại gia tử bách lý kinh vĩ có lẽ sẽ không đem hắn nhìn ở trong mắt cho nên hắn có thể sống thật sâu hít một hơi sau đó lại thật dài phun ra ngô giang đảo bất đắc dị nhắm lại hai con người lão phu lúc tuổi còn trẻ vẫn tại nghĩ bồi dưỡng hai đứa con trai một cái khôn khéo tài giỏi tài năng xuất chúng tương lai đem phần cơ nghiệp này giao xử lý dùm hắn cũng là người nhiên trạch một cái khác khỏe mạnh kháo khỉnh không bị coi trọng nếu là ngày nào ra đạo xa sút cũng có thể tham sống sợ chết lưu đến một mạch con kiến hôi còn sống tạm bợ không phải nói sức sống của hắn cỡ nào ương ngạnh chỉ là không có người hội chú ý mà thôi hiện tại nhiên đông liền để hắn thay chúng ta thật tốt sống sót đi đây là ta người cha này người người ca ca này chắc là thay hắn làm dù sao chúng ta đều chạy không thân thể nhẹ nhàng lắc một cái ngôn nhiên trạch thật sâu nhìn lấy phụ thân hắn suy nghĩ rất lâu lại là thở ra thật dài trong mắt bỗng dưng phát lên một đạo nhân tính quang huy đúng vậy a à, ta người đại ca này bình thường không có vì hắn làm qua cái gì hiện tại thì đến lúc cuối cùng vì hắn làm chút chuyện a à, hy vọng hắn chạy thoát thật sâu liếc hắn một cái Ngô Giang đào vui mừng gật gật đầu kết quả là giờ này khác này hai cha con ít có địa không còn tranh danh trục lợi trong mắt tản ra đưa tình ôn nhu tuy nhiên bọn họ ánh mắt chiếu tới chỗ đều là từng mảnh từng mảnh núi thê biển máu cũng đều là người trong nhà nhưng là trong mắt bọn họ lại không có bất kỳ cái gì sợ hãi ngược lại là so bình thường càng tăng nhiệt độ hơn ấm được nhiều nhìn lấy đây hết thầy mộ dung tuyết không khỏi âm thầm thở dài lắc lắc đầu thế nhân ngu muội vì sao mỗi lần đều là sắp chết đến nơi mới biết sinh mệnh chân lý một phương diện khác hải xuyên cửa hàng ngô ra trong tầng hầm ngầm bốn phía đều là từng đạo từng đạo vô hình kết giới một đạo mặt mũi tràn đầy do dự bóng người chính cô đơn điện ngồi ở bên trong một chương trên ghế nhỏ trong mắt đều là vẻ mờ mịt lại chính là ngô nhiên đông không thể nghi ngờ kỳ quái người kỳ ý tứ đến tột cùng là cái gì a à? gãi cái đầu ngô nhiên đông không hiểu ý vẫn như cũ tỉ mỉ suy tư đụng bỗng nhiên một tiếng vang thật lớn phát ra tầng hầm cửa lớn chợt bị người hung hăng phá tan một đạo đầy người vết máu thân ảnh già nô ngột địa sông tới một mặt khẩn trương chi sắc ngô nhiên đông ngẩng đầu nhìn qua không khỏi sững sờ a à, đây không phải còn lại trường lão a cái này là làm sao nhị công tử đừng hỏi tranh thủ thời gian theo lão phu trốn đi ra mặt bỗng nhiên co lại lão già kia trong tay kết ấn nhưng nghe ông một tiếng vang nhỏ kết giới kia đã là trong nháy mắt mở ra sau đó lão già kia liền một chảo cánh tay hắn thẳng dẫn hắn đi ra ngoài không khỏi giật mình ngô nhiên đông vẫn là không hiểu vội vàng nói còn lại trường lão cuối cùng là làm sao xảy ra chuyện gì nhị công tử bách lý kinh vĩ dẫn người chính đối phó chúng ta cửa hàng ngô ra lập tức liền hết cái gì tại sao có thể như vậy ai đừng đề cập đều là cái kia ma linh thay cây tai họa chỉ sợ hiện tại hội trường cùng đại công tử đều ai Hùng hăng lắc lắc đầu lão giả kia một mặt bi phẫn lại khó nói ra một chữ tới thế nhưng là ngô nhiên đông dĩ nhiên đã hoàn toàn ngơ ngẩn sâu trong đáy lòng tựa hồ một mực có một đạo cực kỳ ma tính thanh âm ghé vào lỗ tai hắn nhạo báng đến lúc đó ngươi nhưng là tuyệt đối đừng hối hận đừng hối hận đừng hối hận là người kia hắn đang làm trò quỷ trong mắt hung hăng co lại co lại ngô nhiên đông thân thể dần dần biến đến cứng ngắc đi đứng cũng không khỏi hắn chỉ là mặc cho còn lại trường lão lôi kéo hắn chạy đụng lại là một cái tường bị phá tan hai người nhất thời đi vào ngoài trời ngô gia trạch viện chỗ thế nhưng là nơi nào từ lâu biến thành một tòa danh phó tại hiện trường tu la tràng từng trận tiếng la giết không ngừng từng đạo biển máu chảy dài vẩy ra trước mắt mấy ngàn người chiến trường cơ hồ mỗi một khắc đều có người mất đi sinh mệnh từng đạo kêu rên bên tai không dứt đã hoàn toàn giật mình đến phản ứng không kịp ngô nhiên đông ngột đến dừng lại thế nhưng là cái kia còn lại trường lão lại là khẩn trương nhất chỉ phía trước cái kia bởi vì chuẩn bị cho chắc phàm còn chưa dỡ bỏ đường buôn bán truyền tống trận giống to lên tiếng nhị công tử ngươi lập tức ngồi truyền tống trận đi thoát đi này thị phi chi địa lão phu cho ngươi đoạn hậu còn lại trưởng lão ta ta không đi ta làm sao có thể bỏ xuống cha ta cùng đại ca còn có các ngươi một mình sống tạm bợ tốt nhị công tử hiện tại cũng đừng tùy hứng lão phu đưa ngươi đi hung hăng khẽ cắn môi còn lại trưởng lão một trào ngô nhiên đông cánh tay nhất thời hướng cái kia truyền tống trận bay đi trung gian xông lên hai tên quy nguyên cao thủ, đều bị hắn lấy lấy mạng đổi mạng đấu pháp đẩy lui, thế nhưng là tự thân hai trụ yếu hại, cũng là bị thương nặng, thế nhưng là hắn cũng không để ý, thẳng liều mạng già, mang theo ngô nhiên đông đi vào cái kia truyền tống trận môn chỗ, ngô gia đặc biệt thủ ấn nhất thời kết động, nhưng người ông một tiếng vang nhỏ, thiên lôi dẫn ra địa hòa, từng đạo sấm sét lóe qua, gió dục mây vần, cái kia đại trận trung tâm vị trí, đúng là ngột đến ra hiện một đạo đen nhánh thông đạo đến mê mẩn manh mông thấy không rõ bên trong là cái gì hung hăng đẩy cái kia còn lại trưởng lão liền muốn đem ngô nhiên đông đẩy mạnh đi nhị công tử đi mau không còn lại trưởng lão chúng ta cùng đi đi vội vã một chảo hắn tay áo ngô nhiên đông lại là tại cửa thông đạo nhất thời ngừng lại thân hình khóe miệng xẹt qua một đạo vui vẻ đường cong cái kia còn lại trưởng lão khẽ gật đầu lộ ra giải sầu ý cười nhưng là rất nhanh mấy đạo tiếng xé gió lại là nhất thời truyền đến hắn bên tai mau nhìn có người muốn dùng đường buôn bán trốn nhanh cản bọn họ lại xú lão đầu tiểu tử kia là ai đừng hòng trốn thừa tướng đại nhân mệnh lệnh chảm thảo trừ căn giết chết bất luận tội các ngươi một cái cũng đừng nghĩ chuẩn mất hừ từng tiếng chửi rủa chuyển lọt vào trong tai một cỗ cường hãn sát ý lao thẳng tới mặt cái kia còn lại trưởng lão nhất thời trước mắt nghiêm một chút sau đó hung hăng khẽ cắn môi trong tay nguyên lực chấn động đụng một tiếng liền bỗng dưng đem ngôn nhiên đông đánh bay ra ngoài nhất thời lọt vào cái kia truyền tống trong thông đạo còn lại trưởng lão ngô nhiên đông khản giọng giống to cái kia còn lại trưởng lão nhìn lấy hắn thân thể dần dần biến mất lại là lộ ra một đạo từ ái nụ cười nhị công tử tuy nhiên ngươi không giống đại công tử như vậy khôn khéo tài giỏi nhưng chúng ta những lão gia hỏa này lại càng ưa thích ngươi tính tình thật quả thực tựa như nhìn đến lúc tuổi còn trẻ hội giống nhau còn có hội trưởng hắn cho tới bây giờ không có chán ghét qua ngươi ngươi không nên oán hắn ngươi là chúng ta ngô gia sau cùng mệnh mạch nhất định muốn thật tốt sống sót có người trốn mau đuổi theo lúc này cái kia mấy đạo nhân ảnh đã đuổi tới phụ cận còn lại trường lão từ ái nụ cười bỗng dưng co rụt lại tiếp lấy chính là lộ ra khát máu tàn bạo cười lớn một tiếng một địa chuyển hướng những người kia nói ha 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 muốn đuổi theo thiếu gia nhà ta không có cửa đâu vừa dứt lời nhưng người ong 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 ba động liền không ngừng theo trong cơ thể hắn chuyển ra mọi người thấy một lần nhất thời kinh hãi không tốt hắn muốn tự bạo oanh thế nhưng là bọn họ vừa mới kịp phản ứng cái kia còn lại trường lão đã là toàn thân bạo phá ra trong nháy mắt tan thành mây khói hoàn toàn biến mất tại cái này trần thế ở giữa những cái kia truy kích người cũng là bị cái này tiếng nổ mạnh chấn động đến miệng nôn một ngụm máu tươi nhất thời phản chấn trở về trọng thương khó nhịn chờ bọn họ lần nữa đứng dậy nhìn về phía trước lúc tan thành mây khói chỗ chỗ kia đường buôn bán truyền tống trận đã là bị tạc phân mảnh triệt để không có tác dụng bọn họ đã lại không thể có thể đuổi theo cùng một thời gian ngoài cửa thành chiến đấu cũng tiến vào khâu cuối cùng ngô gia cao thủ cơ hồ toàn diệt cho dù không chết cũng bị bắt sống đến mức ngô giang đào hai cha con càng là không chút huyền niệm địa rơi xuống bách lý kinh vĩ trong tay vỗ nhẹ nhẹ vỗ tay bách lý kinh vĩ cho mọi người đưa cái ánh mắt bọn họ liền mang theo tù binh hướng quan đạo truyền tống trận chỗ đó áp đi chuẩn bị trở về trở lại đế đô sau đó bách lý kinh vĩ lại đi tới một mực tại bên cạnh thờ ở lạnh nhạt mộ dung tuyết trước người cúi người hành lễ dường như vừa gặp đồng dạng cười khẽ một tiếng, mộ dung côn hương vừa mới xử lý chính sự, không có quan tâm chính thức cùng cô nương chào hỏi, thật sự là thất lễ. chỗ nào vừa mới tiểu nữ tử tránh thức kiến thức chăm dạm thừa tướng thủ đoạn, thật sự là danh bất hư truyền. bội phục bội phục, sắc mặt hoàn toàn lạnh lẽo, mộ dung tuyết khẽ vuốt cằm nói, bất giác mỉm cười cười một tiếng. bách lý kinh vĩ từ chối cho ý kiến địa lắc đầu, ha ha ha, cô nương không cần mở miệng châm chọc, ngược lại là vừa vặn cô nương hẳn là cũng nghe đến bản tướng quyết ia đế quốc nhất thống bốn châu ngày, lập tức đến ngay. Cô nương nếu là vì lệnh huynh cân nhắc lời nói, mong rằng nhiều hơn thuyết phục, nhanh chóng cải tà quy chính, không cần thiết làm vô vị chống cự. Gia huynh sự tình ta theo không hỏi qua, thừa tướng đại nhân, nếu là có thời gian lời nói, cùng hắn trao đổi tốt. Khóe miệng một phát, mộ dung tuyết cười khẽ một tiếng, không khỏi hơi chậm lại. Bách lý kinh vĩ cũng là đột nhiên địa lắc đầu, lại là không nói nữa. Vừa mới sự tình đã rất rõ ràng, đế đô một phần ba nhân viên quan trọng chết, hắn gần nhất thế nhưng là bề bộn nhiều việc làm sao có thời giờ cùng mộ dung liệt lại dây dưa mộ dung tuyết nói như vậy căn bản cùng trực tiếp cự tuyệt không có gì khác biệt có điều hắn cũng không giận dù sao đã thành thói quen giống như vậy tuyệt thế cao thủ muốn kéo qua dù sao cũng phải có kiên nhẫn mộ dung cô nương không biết lần này ngươi đến tụ kim thành có liên can gì có cái gì tại hạ có thể giúp được một tay sao ha 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 vốn là tiểu nữ tử tới đây là muốn mượn hải xuyên cửa hàng đường buôn bán hồ nam châu chỉ bất quá vừa mới thừa tướng đại nhân đem hải xuyên cửa hàng hoàn toàn tiêu diệt chỉ sợ tiểu nữ tử cần nhờ hai cái đùi đi trở về đi chỗ nào chút chuyện nhỏ này sao làm phiền một giới thương nhân đến làm bản tướng vì cô nương khai thông quan đạo cái này đưa cô nương trở về bất giác mỉm cười khoát khoát tay bách lý kinh vĩ mỉm cười lông mày nhíu lại mộ dung tuyết thật sâu liếc hắn một cái trêu đùa cái này không được đâu chăm dặm thừa tướng luôn luôn công và tư rõ ràng có thể vì cô nương phân ưu thì là công sự nếu là lệnh huynh cảm niệm tình này cùng tại hạ nhiều bắt chuyện một hai thì càng là công chính liên minh sự tình hơi hơi dương dương đầu bách lý kinh vĩ hùng hồn nói bất giác thản nhiên cười mộ dung tuyết từ chối cho ý kiến không biết đến lúc đó thừa tướng đại nhân muốn cùng gia huynh trèo nói chuyện gì giết được thỏ mổ chó săn sao cô nương mời ra mặt nhịn không được co lại bách lý kinh vĩ nhất thời bị mộ dung tuyết nghẹn đến nói không ra lời sau đó sắc mặt trầm xuống hung hăng vung tay lên lạnh lùng lên tiếng không khỏi nhẹ nhàng cười một tiếng mộ dung tuyết không nhìn hắn nữa thẳng lên xe điều khiển từ trụy nhi vội vàng xe lớn vào thành chương 968, ma linh thạch nguyên do còn lại trưởng lão sấm sét vang dội gió dục mây vần tại cái kia đen nhánh hành lang bên trong ngô nhiên đông thân thể một mực treo lơ lửng giữa trời lấy theo cái kia mưa gió đang động nước chảy bèo trôi không biết tung bay bao lâu mới chợt hai mắt tỏa sáng nhất thời theo một cái lóa mắt màu trắng lỗ trống bên trong xuyên qua đụng một tiếng rơi xuống một cái sân cỏ phía trên lại ngừng đầu nhìn qua cái kia trói mắt bạch quang đã là bỗng dưng biến mất không thấy tăm hơi mà lối đi kia cũng nhất thời biến mất không thấy gì nữa ngô nhiên đông không khỏi khẩn trương khàn giọng liệt phế giống to muốn lại hồi đi cứu viện cũng đã trễ trở về thông đạo sớm đã đóng lại hắn chỉ có thể khoé mắt đầy dãy đỏ thẫm địa kêu gào trong lòng đều là phẫn uất đầy đủ hoài lại lại bất lực đạp 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 từng đạo từng đạo thanh thúy tiếng bước chân vang lên một đạo nhìn qua thoáng có chút gầy gò bóng người, chậm rãi đi vào sau lưng mười mét bên ngoài, sau lưng còn đeo một cái hôn mê bất tỉnh, mũ mĩm hồng hồng hai đồng, tham thầm lên tiếng, nhị công tử, không nghĩ tới ngươi nhanh như vậy liền đến a, à. thật cao hứng gặp lại ngươi, ha ha ha, thân thể nhịn không được khẽ giật mình, ngô nhiên đông nghe lấy cái này âm thanh lệnh hắn rất tinh tường, thậm chí có chút sợ hãi thanh âm, không khỏi nhất thời ngây người, ngay sau đó, cứng ngắc đầu chậm rãi chuyển qua, nhìn về phía người kia bóng người lại là bỗng dưng song đồng co rụt lại, nhất thời nghiến răng nghiến lợi lên, vô tận hận ý như núi lửa bắn ra giống như từ đáy lòng bỗng nhiên phát lên, hùng hăng nắm lại song quyền, càng là ngăn không được phát ra kèn kẹt xương bạo tiếng vang, cuồn cuộn sát ý, không che giấu chút nào địa chảy ra, tựa như muốn đem toàn bộ thiên địa đầy tràn. Nhị công tử, ba ngày không thấy, gần đây được chứ, giờ này khác này, đứng tại hắn đối diện không là người khác, chính là chắc phẩm lưng cõng cổ tam thông không thể nghi ngờ, bất quá đối mặt lúc này ngô nhiên đông đối với mình trần trụi địch ý chắc phàm lại là dường như sớm đã ngờ tới giống như cũng không kinh dị ngược lại sắc mặt dị thông bình thản khoái miệng ở giữa thỉnh thoảng nhếch lên tà dị đường cong tràn ngập không thể nắm lấy ý vị da mặt hơi hơi rút rút ngô nhiên đông từng ngụm từng ngụm địa thở mấy hơi thở hồng hộc hàm răng đều nhanh cắn đứt hung dữ nhìn chằm chằm chắc phàm nói là ngươi là ngươi hại chúng ta ngô ra cửa nát nhà tan há sao lại như vậy mi mắt lắc một cái Chắc phàm vẫn như cũ nở nụ cười hớn hở, không chút phật lòng nói, thân thể run rẩy chỉ hắn cái mũi, ngô nhiên đông hoán hận lên tiếng. Còn lại trưởng lão cứu ta đi ra lúc, nói qua cũng là bởi vì ngươi cái kiệt tảng đá vụn, mới hại chúng ta thương hội bị bách lý kinh vĩ tiêu diệt. Cha ta cùng đại ca bây giờ không rõ sống chết, tất cả đều là bởi vì ngươi sai, hỗn đàn, ngươi trả cho ta thương hội mấy ngàn người mệnh đến, vừa dứt lời, ngô nhiên đông nhất thời giới chân hung hăng một bước bỗng dưng liền hướng chắc phàm tiến lên mãnh liệt sát khí như như bài sơn đảo hải hướng hắn áp đi cuồn cuộn sát ý đều đâm vào hắn gương mặt đau nhức lên bớt quá trác phàm nhưng như cũ sắc mặt bình tĩnh tự nhiên chờ ngô nhiên đông đã vò tới phụ cận lúc mới một cái lắc mình lui qua một bên kỳ lân tí hất lên đụng một tiếng vang thật lớn nhất thời đem hắn cái kia khôi ngô thân thể hung hăng áp tới mặt đất đột nhiên nổ lên một cái mười mét bao số hố to tới mà đợi cái kia tan thành mây khói bụi đất rơi xuống về sau cái kia cự trong hầm lại là xuất hiện hai đạo nhân ảnh ngô nhiên đông khóe miệng hiện ra vết máu bị đặt ở hồ lớn tận cùng dưới đáy động một cái cũng không thể động cho dù hắn lại dãy giụa tựa hồ cũng có thái sơn áp đỉnh giống như làm sao cũng lật không nổi thân thể đến mà hắn lưng chỗ một đạo đỏ thẫm cánh tay cứ như vậy nhẹ nhàng địa án lấy lại phảng phất có ngàn cân chi lực để hắn khó có thể đứng dậy lạnh lùng nhìn phía dưới cái kia còn tại giày vò dãy giụa bóng người chắc phàm không khỏi nổi lên một đạo nụ cười quỷ quyệt khoan thai lên tiếng nhị công tử ngươi đánh không lại ta đừng uổng phí sức lực lại nói bây giờ đây hết thảy không phải như ngươi mong muốn sao làm sao hối hận không đánh rắm ta lúc nào nói qua muốn để thương hội hung hăng dao động cái đầu nguyên nhiên đông nộ hống lên tiếng thế nhưng là rất nhanh hắn lời còn chưa nói hết liền đã là bỗng dưng trì trệ hoàn toàn ngơ ngẩn tốt nhìn nhớ tới cái gì giống như hai mắt biến đến giật mình lo lắng lên khoái miệng xẹt qua chiêu tức đường cong chắc phàm chậm rãi đem cái kia kỳ lân tí cầm lấy đứng dậy lại nhạt nói nhớ tới a à, ba ngày trước cửa khách sạn người chính miệng nói qua muốn hủy nó bây giờ toại nguyện người cái kia cao hứng mới là a à. ha 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 ta đó bất quá là nói nhảm ta làm sao có thể thật nghĩ da mặt co lại ngô nhiên đông mặt mũi tràn đầy vội vàng nhìn về phía Trác phàm trong mắt tràn đầy hối hận hắn làm sao có thể biết người trước mặt này thực sẽ đem hắn lời nói coi là thật hơn nữa còn thật có năng lực như thế làm được điểm này, ngắn ngủi ba ngày, thương hội liền thành đế quốc cái đinh trong mắt, trong nháy mắt bị diệt, người này, hắn là ai, ma quỷ sao? Trong lòng không lý do địa một trận lo sợ, Ngô Nhiên đông nhìn về phía Trác Phàm ánh mắt tràn ngập hồi hộp, Minh Bạch hắn suy nghĩ gì, Trác Phàm khinh thường bĩu môi, cười khẽ một tiếng, người trẻ tuổi, lời không thể nói lung tung, ngươi nói là nói nhảm thì nói, nhảm à, ta thế nhưng là coi nó là thật, ngươi nói muốn đem nó hủy, ta như ngươi mong muốn hơn nữa lúc ấy thì đã nói với ngươi tuyệt đối đừng hối hận nhưng bây giờ ha 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 không ta hối hận tiên sinh ta biết ngươi không phải thường nhân nhất định có biện pháp cứu thương hội cùng ta phụ thân đại ca bọn họ ngươi nhất định có thể làm được ta van cầu ngươi cứu cứu bọn họ đi trác phàm thần bí như vậy khó lường biểu hiện làm cho ngô nhiên đồng nhất thời nhìn không hiểu lúc này cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng vội vã hướng trác phàm lên tiếng xin sỏ cho chậm rãi lắc đầu chắc phàm không khỏi suy cười ra tiếng nhị công tử cái gọi là trời gây nhiệt có thể vì tự gây nhiệt không thể sống quý hãng bây giờ tao ngộ nếu là ta một tay hại như vậy ta nếu là muốn muốn dừng tay cũng rất dễ dàng nhưng cũng tiếc a à. đó căn bản không liên quan đến ta đều là quý hãng tự gây nhiệt ta cũng không có cách nào cái gì chúng ta tự gây nhiệt đúng vậy a à. tự gây nhiệt hơi hơi gật gật đầu chắc phàm lộ ra một bộ thần bí nụ cười thản nhiên nói nhị công tử Ngươi không phải luôn luôn không quen nhìn quý hãng tác phong a Như vậy ta thì lại hướng ngươi lộ ra một chút, đoán chừng ngươi càng không quen nhìn sự tình. Ba năm trước đây, người huynh đệ kia cùng muội tử là bị cha ngươi cùng đại ca tự mình đưa cho Bách Lý Cảnh Ngọc, không phải ngoài ý muốn bị cái kia sắc phô chọn chúng. Không khỏi giật mình, ngô nhiên đông khó có thể tin nói. Cái này sao có thể? Ngươi nói bậy, khẽ cười một tiếng, chắc phàm từ chối cho ý kiến. Ta không cần thiết lừa ngươi, đây là cái này ba ngày đến ta theo bách lý cảnh ngọc chỗ đó moi ra đến cha ngươi cùng đại ca ý gấp cái kia phế vật ý thế nhưng là lòng rất đâu mà lại cha ngươi bọn họ làm như vậy cũng không phải vì nịnh nọt phế vật kia mà chính là cho hắn sau bộ bắt hắn tay cầm thôi quý cửa hàng có thể làm lớn như vậy cũng không phải mặt ngoài mềm yếu như vậy một mực nhượng bộ cường thế sau lưng thủ đoạn thế nhưng là cứng rắn cực kỳ đâu có thể nói là cái gì chuyện xấu xa đều làm không từ thủ đoạn không có khả năng đây chính là chúng ta chính mình hộ vệ cha ta làm sao có thể hùng hăng khoát tay chặn lại ngô nhiên đông mặt sắc mặt ngưng trọng hoàn toàn không tin đây là thật chắc phàm cũng minh bạch hắn tâm cảnh liền tiếp tục nói thương nhân lợi lớn nhẹ biệt ly trong mắt bọn hắn đều là lợi ích so sánh thôi hai cái nô tài tánh mạng đổi một vị thành chủ trưởng khống không nên quá có lời người có thể suy nghĩ một chút sự kiện kia trước đó bách lý cảnh ngọc đối với các ngươi là thái độ gì về sau lại là cái gì thái độ hừ hừ ta phải dùng các ngươi đường buôn bán chỉ muốn các ngươi gật đầu là được cái nào cần phải phế vật kia thành chủ hứa hẹn cái gì kết quả ngươi cha còn muốn đến cái quan thương cấu kết cáo mượn oai hổ ai đây thật là rơi tiền con mắt bên trong mí mắt hơi hơi lay động ngô nhiên đông vẫn là không cách nào tiếp nhận sự thật này thế nhưng là hồi muốn đi qua lại không phải do hắn không tin xác thực tại sự kiện kia trước đó bách lý cảnh ngọc còn rất khoa trương khắp nơi làm khó dễ nhưng về sau như vậy hòn đá kia lại là chuyện gì xảy ra không phải người thiết kế chúng ta sao bạch một đạo hắc ảnh trượt đến chụp xuống chung quanh hết thảy nhất thời biến mất không còn tam tích ngô nhiên đông bất giác giật mình nhìn bốn phía kêu lên lĩnh vực thần hồn không tệ đây là ta lĩnh vực ông một tiếng vang nhỏ lĩnh vực sáng rõ không còn hướng lúc trước đen tối như vậy đưa tay không thấy được năm ngón ngô nhiên đông nhất thời nhìn đến trác phẩm thân thể hiện ra thân hình chung quanh hắn còn có vô số cỗ hình người hòn đá màu đen khuôn mặt rõ ràng hoặc kinh khủng, hoặc nghi hoặc, không phải trường hợp cá biệt, đủ có mấy vạn nhiều, chậm rãi sở lấy những cái kia cố chấp, chắc Phàm tà cười một tiếng, thản nhiên nói, "Nhị công tử, ngươi cảm thấy những thứ này là cái gì?" Ma Linh Thạch, trong mắt ngưng tụ, ngô nhiên đông liền nói ngay, chậm rãi lắc lắc đầu, chắc Phàm không khỏi bật cười một tiếng, "Ma Linh Thạch, thiên hạ nào có cái gì Ma Linh Thạch, người muốn tu luyện đều được dựa vào tự thân, thiên địa sẽ không cho ngươi có đường tắt nhưng là đồ, những thứ này đều là người cái gì người không tệ đạm mạc gật gật đầu chắc phàm một mặt nghiêm túc ta cái này hóa thiên lĩnh vực hiếm thấy trên đời trước kia giết chết không ít người thì biến thành loại này bộ dáng cho nên dùng ma linh thạch luyện công mới có thể đột nhiên tăng mạnh bởi vì các ngươi hút đều là người khác nguyên lực bất quá những thứ này nguyên lực đều là bị ta độc môn công pháp ma hóa về sau ta hút không có việc gì nhưng người khác hút tự thân nguyên lực liền sẽ bị xâm nhiễm sau đó cũng biến thành cái bộ dáng này cho nên Người biết vì sao các người thương hội hội dẫn tới đại nạn a à, nhất định là có người bởi vì vật này ra chuyện. Như vậy, vẫn là người hại chúng ta thương hội, không, là chính các người hại chính mình. Ngô nhiên đông giật mình, hét to lớn tiếng, chắc phàm lại là song đồng ngưng tụ, hét lớn đẻ xuống, khiển trách. Những thứ này nguyên lực thạch đầu đều là ta tạo, ta cũng không sợ hút những thứ này nguyên lực hội phản phệ. Nhưng ta vẫn như cũ không dám đại lượng hút, khiến tu vi đột nhiên tăng mạnh, bởi vì ta biết, dục tốc bất đạt, thiên đạo không đường tắt đạo lý ta nếu dùng những đá này đang phong tạo cực nhất định sẽ tu vi bất ổn nguyên lực tan rã đây là ta không muốn nhìn đến tuy nhiên ta cũng muốn nhanh chút tăng cường chính mình thực lực hoàn thành chính mình mục đích nhưng ta vẫn là nhịn xuống cái này gọi tiết chế thế nhưng là quý cửa hàng đây cũng không biết tảng đá kia là cái gì liền bắt đầu lợi nhuận hiện tại xảy ra vấn đề vẫn là vấn đề lớn nhắm chúng thân ra tính mệnh ngang bị tai họa lại có thể trách người ta sao thiên đạo quản thúc không thể dần dần mà vô cùng, quá mức truy đuổi một chút, mà bỏ hắn, tất nhiên bị họa, các người quá mức trục lợi, sớm muộn sẽ gặp đại nạn này, huống chi, huống chi cái gì, không khỏi giật mình, ngô nhiên đông vội vàng hỏi nói, thật sâu hít một hơi, chắc phàm tròng mắt hơi hiếp, đạm mạc lên tiếng, huống chi kiếm tinh đế quốc, chỉ sợ sớm có thủ tiêu quý hãng chi ý, chuyện hôm nay chẳng qua là cái kiếp nổ mà thôi, cho dù không có cái này mà linh thạch chi sự tình, ngày sau kiếm tinh đế quốc cũng sẽ tìm hán cớ đem bọn ngươi về. Dù sao sớm muộn là cái chết, sớm chết chết muộn đều phải chết. Ngược lại là hiện tại, chuyện đột nhiên xảy ra, đối phương cũng là bỗng nhiên làm khó dễ, không có chuẩn bị sẵn sàng. Có lẽ các ngươi còn không đến mức chết hẳn, có một đường sinh cơ lưu lại. Xét thấy điểm này, các ngươi cái kia cám ơn ta. Chương 969, cùng ma đồng hành, không khỏi giật nảy cả mình, ngô nhiên đông trong mắt tràn đầy mê hoặc phạch một cái, đem lĩnh vực triệt hồi, chắc phàm thật sâu lức hắn một cái, không khỏi chỉ chỉ lối đi kia vị trí, lạnh nhạt cười nói, nhị công tử, từ khi ta bị chuyển đến nơi này, đã qua hơn phân nửa thiên, cũng là nhìn nơi này động tĩnh, nếu là lại công tử hoặc nhị công tử ngươi bị chuyển đến, như vậy nói rõ quý cửa hàng thật đại nạn lâm đầu, nếu là trong vòng ba ngày không động tĩnh, như vậy chắc hẳn quý hãng, còn có kéo dài hơi tàn ngày, trong mắt mang theo vẻ mờ mịt, ngô nhiên đông tràn đầy không hiểu, ta đang nhìn, thừa tướng Bách Lý Kinh vị dự định, trong mắt tinh mang lóe lên, chắc phàm bình tĩnh lên tiếng, nói đến chính khách cùng thương nhân không có gì khác biệt đều là chữ lợi phủ đầu riêng là bách lý kinh vĩ cái này một trị quốc chi tài càng sẽ đem tư nhân ân oán ném đến sau đầu hắn suy nghĩ điểm tại nam châu đại cục phía trên nếu là lần này các ngươi cửa hàng gặp nạn lời nói không phải là bởi vì các ngươi sông bao lớn họa chỉ là bởi vì các ngươi vô dụng một cái đuôi to khó vẫy cửa hàng bách lý kinh vĩ sớm muộn muốn diệt trừ hoàn thành thống nhất đại kế ánh mắt hơi hơi suy híp mắt một chút ngô nhiên đông trong lòng suy nghĩ thật lâu lại là khó có thể lý giải được. Thế nhưng là, chúng ta hối thông Nam Châu, đối đế quốc có đại ích lợi a à? đúng vậy a à, lớn như vậy lợi ích hắn đều có thể dứt bỏ, chính chứng minh hắn đã không quan tâm các ngươi không khỏi thản nhiên cười, chắc phàm có chút thần bí nhìn ngô nhiên đông liếc một chút, sâu xa nói, muốn đánh cược à, chỉ sợ không ra mấy ngày, kiếm tinh đế quốc gót sắt, liền nên bước ra Trung Châu khu vực, người nói là, Trung Châu muốn hướng bốn châu làm khó dễ, rất hiển nhiên, không phải vậy hắn làm sao lại ném người trung gian đây lại nói các ngươi một mực cẩn thận chặt chẽ không có đối với hắn từng có địch ý đem không phải mình địch nhân người diệt trừ chỉ có một nguyên nhân chướng ngại vật không khỏi yên lặng cười cười chắc phàm dường như đã xem thấu hết thảy hai con người giống như hai ngôi sao giống như dạng rỡ phát sáng nam châu đại chiến cùng một chỗ quý hãng hối thông nam châu liền trở thành đế quốc nhất đại lỗ thủng lại không có thể tồn tại bất quá giết người cần lý do lần này vừa vặn để hắn mượn thế phát huy mà thôi bất quá ngươi cũng hẳn phải biết cái gì gọi là muốn gán tội cho người khác sợ gì không có lý do một ngày này sớm muộn sẽ tới bất quá may mắn chuyện đột nhiên xảy ra hắn cũng chưa chuẩn bị xong chỉ là lâm thời này lòng tham mà thôi cho nên quý hãng tại còn lại địa giới phân bộ chắc là hãy còn tồn tại hiện tại cứ còn kịp cho nên ta nói các người chắc là cảm ơn ta để cho các người sớm chết sớm siêu sinh ha 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 nghe đến trác phẩm nói ngô nhiên đông giật mình rất lâu mới đem cả kiện lý lẽ ra mặt tự đến minh bạch hết thảy nói cách khác hiện tại ta cái kia trước cứu còn lại không có ngộ hại những cái kia cửa hàng người đúng a à, người cuối cùng minh bạch nên làm cái gì Nhích miệng lên chắc phàm đạm mà gật đầu vội vã nhìn hai bên một chút ngô nhiên đông không khỏi cả kinh nói nơi này là nơi nào ta như thế nào mới có thể liên hệ đến cửa hàng người đâu ha 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 người thật đúng là bị cha người một mực đang đóng từ trước tới giờ không hỏi gia tộc sự nghiệp a à. người theo đường buôn bán bị truyền tống đến nơi này đương nhiên là đường buôn bán một cái khác tiếp lời Trung Châu cùng Tây Châu biên giới chỉ nhánh ngân hàng, bất giác mỉm cười cười một tiếng, Trác Phàm nhắc nhở, vội vã gật gật đầu, Ngô Nhiên Đông vội vàng hét lớn, "Người tới, người tới, tranh thủ thời gian truyền tin hắn phân hành huynh đệ, người hô cái gì hô, không người đến." Thế nhưng là, còn không đợi hắn nói xong, Trác Phàm đã là suỵ cười một tiếng, khoát khoát tay, "Vì thuận tiện chúng ta trò chuyện, ta sách sớm, để cho bọn hắn đều rời đi, chỉ có ta tại chỗ này đợi ngươi ba ngày, không khỏi sững sờ, ngô nhiên đông một mặt kỳ quái bọn họ làm sao lại nghe ngươi điều khiển trí tôn khách hàng cái này điểm yêu cầu quý cửa hàng chắc là rất dễ dàng liền đáp ứng đi phạch một cái chắc phàm xuất ra một cái thẻ màu vàng kim lại chính là cái kia hải xuyên cửa hàng độc nhất vô nhị trí tôn thẻ khách quý toàn bộ nam châu chỉ có năm tấm đây là người đại ca đưa ta đáng tiếc à ta muốn lấy sau sẽ không còn được gặp lại hắn trong lòng một trận ngột ngạt ngô nhiên đông gật gật đầu thở dài liền muốn rời khỏi Thế nhưng là còn không đợi hắn phóng ra hai bước, chắc phàm lại là lại gọi lại hắn, chờ một chút, chuyện gì, ngươi muốn làm gì đi, đi gọi người, phát tin tức, phát tin tức gì, để bọn hắn trốn đi à, ngô nhiên đông chuyện đương nhiên, chắc phàm lại là từ chối cho ý kiến cười cười, như thế lập lờ nước đôi mệnh lệnh, quý hãng mấy ngàn năm cơ nghiệp, thực sẽ tản mất, bọn họ đều trốn đi về sau, cây đổ bầy khỉ tan, ngươi về sau lại thế nào lại đem bọn hắn tụ tập lại, chẳng lẽ ngươi muốn cho người cha anh Tân Tân khổ khổ đánh xuống Giang Sơn dễ dàng như thế bị ngươi bị mất sao vẫn là nói ngươi lại quên ngươi ba ngày trước chỗ nói nguyện y đón lấy cửa hàng cái này sạp hàng người hứa thân thể nhịn không được chấn động ngô nhiên đông mi mắt thật sâu nhăn lại rơi vào thống khổ suy nghĩ bên trong đúng vậy a à, hắn trước kia trẻ người non dạ xúc động lỗ mãng bằng một bầu nhiệt huyết muốn cải biến thương hội nhưng là giờ này khác này phụ huynh đều không tại lúc thật muốn vòng hắn làm chủ thời khác hắn lại là toàn không trình tự quy tắc hoàn toàn không hiểu nên xử lý như thế nào những thứ này chuyện quan trọng nếu là tiếp tục như vậy nữa bọn họ cửa hàng chỉ sợ chẳng mấy chốc sẽ tại nam châu biến mất a à. phụ huynh cơ nghiệp đem về trong tay hắn bại rơi hắn sẽ không còn mặt gặp dưới cửu tuyển hai người hắn quả nhiên chẳng qua là cái bại gia từ sao vừa nghĩ đến đây ngô nhiên đông liền ngan không đổi địa gãi cái đầu một mặt hối hận hắn trước kia vì sao như vậy cưỡng không có theo lấy phụ thân quản lý cửa hàng đâu ngươi cần một ngón tay đạo giả vì ngươi chỉ điểm phương hướng đột nhiên một đạo đạm mạc âm thanh vang lên thân thể không khỏi trì trệ ngô nhiên đông quay đầu nhìn qua đã thấy trác phàm yên lặng nhìn lấy hắn trên mặt giếng cổ không gợn sóng bất đắc dĩ thở dài ngô nhiên đông chậm rãi lắc lắc đầu trong nhà trường lão cung phụng đoán chừng đều đã gặp nạn ta lại đối phân bộ nhân mã không hiểu sâu không biết nên tìm ai đến phụ trợ tại ta ta cơ hồ là đồng thời ngô nhiên đông lời còn chưa dứt trác phàm đã là bỗng dưng hét lớn lên tiếng không khỏi giật mình ngô nhiên đông bất khả tư nghị nhìn về phía hắn Ngươi đừng hiểu lầm, ta không phải muốn phụ trợ ngươi, mà chính là hợp tác với ngươi mà thôi." Lạnh lùng theo dõi hắn hai con ngươi, Trác Phàm đạm mạc lên tiếng, "Ngươi khi đó hướng ta phát chính nguyện, tiếp nhận thương hội, cải biến thương hội, ta đều nhất nhất cho ngươi thực hiện, nhưng là ngươi cầm, là cha ta huynh mệnh đổi lấy, ta không cần." Ngô Nhiên Đông, "Ngô Nhiên Đông hét lớn lên tiếng, Trác Phàm dùng sau so với hắn còn to tiếng nói nhất thời đè xuống, quát mắng nói, người đã không phải là tiểu hài tử, hẳn phải biết có được tất có mất đạo lý, phát triển mấy ngàn năm thương hội, là ngươi muốn đổi liền có thể đổi được sao? Từ xưa đến nay, phàm là mỗi một lần biến đổi, lần nào không phải máu chảy thành sông, đã quyết định muốn đổi thì phải thừa nhận dạng này đại giới, thương hội hội trưởng vị trí này cũng không phải tốt như vậy ngồi, đã ngồi, liền muốn chịu trọng lực, dù sao, hiện tại không cách nào quay đầu, ngươi có thể làm, chỉ là đem thương hội ấn ngươi, để ý đọc phát triển đi xuống, vẫn là tùy ý hắn suy bại xuống dốc để người cha anh tâm huyết thất bại trong gang tấc chỉ thế thôi mí mắt ngăn không được địa cuồng nhảy ngô nhiên đông trong lòng một trận so dự cuối cùng bất đắc dĩ thở dài gật đầu nói ta sẽ đem thương hội phát triển đi xuống sẽ không để cho cha ta tâm huyết uổng phí chỉ là ta vì sao muốn cùng ngươi hợp tác cùng ngươi dạng này người ở chung một chỗ ta luôn cảm thấy là tại cùng ma đồng hành đồng dạng lưng có một cỗ ý lạnh trong lòng luôn luôn bất an ha 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 cái này rất bình thường ngươi cảm giác không tệ ta chính là ma không khỏi tà dị cười một tiếng chắc phẩm ngửa đầu nhìn lên trời thăm thẳm lên tiếng người tại tuyệt vọng thời điểm khắp nơi hội cầu trợ ở thần ma cầu trợ ở thần ngược lại là chuyện đương nhiên nhưng ngươi biết người vì sao phải xin giúp đỡ ma sao vì sao thần hội bảo vệ cho ngươi bình an nhưng có một cái yêu cầu quên đi tất cả nhưng là ma khác biệt ma hội lấy đi ngươi hết thảy nhưng cùng lúc hội cổ vũ ngươi thẳng tiến không lùi điện đi hoàn thành ngươi tâm nguyện lấp đầy ngươi dục vọng nhìn chằm chằm ngô nhiên đông không thả Chắc Phạm suy cười ra tiếng, hiện tại người tình cảnh không sai biệt lắm đã là tuyệt địa, người lại yêu cầu trợ ở thần, vẫn là ma đâu. Ánh mắt khẽ híp một cái, ngô nhiên đông suy nghĩ rất lâu, cuối cùng ánh mắt nhất định, lạnh lùng nói, cha ta huynh không thể chết vô ích, thương hội không thể bạch vong, nhưng ta quên đi tất cả, tầm thường bảo vệ bình an, không có khả năng, chúng ta vì kiếm tinh đế quốc cúc cùng tận tụy, lại rơi đến kết quả như vậy, ta nhất định phải làm cho bách lý kinh vĩ cùng kiếm tinh đế quốc trả giá đắt, như vậy ngươi nguyện ý mang theo toàn bộ thương hội làm việc cho ta sao như vậy ngươi nguyện ý không là ngươi có năng lực giúp ta báo thủ sao đối phương thế nhưng là bách lý kinh vĩ cùng kiếm tinh đế quốc cần thời gian nhưng nhất định có thể làm được trong mắt tinh mang lóe lên Trác phàm đạm mạc lên tiếng nhìn lấy cái kia ánh mắt kiên định ngô nhiên đông cũng hơi hơi gật gật đầu hét lớn lên tiếng tốt ta hôm nay thì cùng ma đồng hành nhìn ngươi như thế nào vì ta cửa hàng mấy ngàn nhân mã báo thủ hợp tác vui vẻ khoái miệng một phát Trác Phạm duỗi ra một cái tay, cười tà dị nói, ta đã sớm nói, ta cùng quý hãng sẽ có càng chặt chẽ hơn hợp tác, không nghĩ tới nhanh như vậy, ha ha ha. Ba, một tiếng vang nhỏ, ngô nhiên đông cũng là duỗi ra một cái tay, hung hăng cùng Trác Phạm nắm đến cùng một chỗ, trong mắt tinh mang nhấp nháy, như vậy tiên sinh, chúng ta tiếp theo nên như thế nào hành sự, người đi cho các phân bộ truyền tin, từ giờ phút này, hải xuyên cửa hàng tất cả mọi người từ sáng chuyển vào tối, triệt để theo cái thế giới này biến mất hải xuyên cửa hàng cái tên này cũng đã không thể dùng đợi phong ba đi qua sau chúng ta muốn mượn xác hoàn hồn phong vân lại nổi lên nghe được lời này ngô nhiên đông tỉ mỉ suy nghĩ một chút hung hăng gật gật đầu tốt chúng ta thì lại nhịn hắn một thời gian quân tử báo thù mười năm không muộn hết thảy toàn nghe tiên sinh an bài một phương diện khác mê mẩn biển rộng mênh mông phía trên sương mù dày đặc tràn ngập bốn phương tám hướng bất kỳ người nào đều không nhìn thấy một chút cái bóng mãnh liệt sóng biển càng không ngừng đập lấy bờ biển cùng cái kia trong sương mù dày đặc không ngừng truyền ra hung mãnh thú hống hô ưng lẫn nhau hai cái giống như núi nhỏ trong mắt tại cái kia trong sương mù dày đặc lóe lên lóe lên hiển thị rõ bạo lệ chi sắc một đạo áo khuyết tung bay trung niên bóng người xa xa đứng cái kia sương mù dày đặc trước đó trong tay cầm một thanh tràn đầy hàn quang thương lam kiếm mềm dài yên lặng nhìn về phía chỗ đó cắn ra một cái bỗng dưng thì tiến lên hải yêu người liên tiếp làm tổn thương ta người trong môn tánh mạng cũng nên có cái sừng a à. vùng biển này không phải thuộc về một mình ngươi hôm nay lão phu thì cùng ngươi nhất quyết thư hùng ngươi như thua thì chớ có lại làm hại nhân mạng giống một tiếng chấn thiên giống to vang vọng tứ phương cái kia trong sương mù dày đặc nhất thời vang lên vô tận tiếng cười nhạo nhỏ bé nhân loại chỉ là quy nguyên cảnh mà thôi cũng dám cùng ta động thủ ngươi nếu có gan sông ta lĩnh vực lão phu ổn thỏa đưa ngươi xé thành mảnh nhỏ ha 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 đụng sau một khắc nhưng nghe tiếng âm thanh bạo hường người kia đã bỗng dưng xông vào cái kia trong sương mù dày đặc mở ra chấn nhân tâm phách đại chiến chương 970, thành thú thứ năm xanh um tươi tốt giữa rừng núi xuất hiện một đạo gầy gò bóng người trên lưng còn vóc một cái bảy tám tuổi hài tử chung quanh từng tiếng to rõ thu hống không ngừng vang lên đủ loại linh thú theo một cấp đến cấp 9, đều là yên tĩnh địa ghé vào một bên nhìn lấy bọn hắn lại cũng không tiến lên dường như nhận biết đồng dạng chắc phẩm xui như vậy lấy cổ tam thông từng bước một hướng cái này quen thuộc sơn lâm đi đến lại chính là kình thiên côn bằng xào huyệt vạn thú sơn mạch thế nhưng là lần này cùng thường ngày khác biệt không có tam thủ quái nha tới đón tiếp tất cả linh thú đều dường như nhận được mệnh lệnh cùng nhau đến đây chế giễu đồng dạng yên tĩnh địa đứng lặng ở bên nhìn cái này trong ngày thường kiệt ngao nam nhân trở về hướng từ nhà chủ nhân nhận lầm cho nên dọc theo con đường này tuy nhiên linh thú không ít lại không có một cái nào dẫn đường chắc phàm thì một bước như vậy bước tới lấy vạn thú sơn mạch chỗ sâu đi đến thừa nhận cái này linh thú trong quốc gia tất cả cầm thú trào phúng rốt cục chắc phàm đi vào một chỗ trước vách núi mà phía trên cái sơn động kia hắn không thể quen thuộc hơn được chính là kình thiên côn bằng đặt chân địa ha 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 đây là đâu trận gió đem chúng ta chắc đại gia cho thổi trở về a à? một tiếng cười khẽ đột nhiên vang lên một đạo chín thước đại hán nhất thời chậm rãi hiện thân xuất hiện tại cái kia trước vách núi lại chính là kình thiên côn bằng hình người hình dáng không thể nghi ngờ một mặt liếc xéo lấy nhìn hướng phía dưới chắc phàm kình thiên côn bằng không khỏi tràn đầy trào phúng a à, cái này tiểu tam tử cái này là làm sao vì sao gặp bá phụ liền câu nói đều không có còn muốn một cái nhân loại vác tại trên lưng sẽ không phải là thụ thương a à? ha 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 không có mình tiểu tam tử nghĩa phụ chắc phàm chắc đại gia lúc trước rời đi vùng núi này trước thế nhưng là ngưu bức ở mầm địa nói khoác đạo chính mình có năng lực cam đoan chính mình nhi tử an toàn cái này lại thế nào không có qua hai năm mà thôi lúc trước cái kia nhảy nhót từng bừng tiểu ra hòa thì biến người vô dụng còn mang đến ta nơi này có ý tứ gì muốn ta cho hắn an táng hay sao côn bằng tiền bối lạnh lùng liếc nhìn hắn một cái chắc phàm không khỏi thở dài một hơi năm đó vãn bối đối tiền bối thái độ thật có chút lỗ mãng giờ phút này chuyên tới để nhận lỗi còn cái này tiểu tam tử cũng là vãn bối sơ sẩy để hắn bị thương nặng vãn bối không cách nào hôm nay đặc biệt xin tiền bối xuất thủ tương trợ mong rằng tiền bối nể tình ngũ đại thánh thú một thể phân thượng ra tay cứu trị một phen đại ân đại đức cả đời khó quên thật sâu liếc hắn một cái côn bằng không khỏi suy cười ra tiếng trác phàm lúc trước ngươi cầm lấy lão long long tức đan thế nhưng là ra vẻ cực kỳ a à. hiện tại cầu đến cửa mới hiểu được chịu thua hừ hừ tốt ngươi bây giờ cho lão phu quỳ xuống dập đầu bồi tội lão phu thì cân nhắc tiền bối Tại hạ hôm nay tuy nhiên có việc cầu người, nhưng cũng xin ngài không nên quá phận. Dương mắt nhẹ liếc nhìn hắn một cái, chắc phàm không khỏi cười lạnh. Tại hạ trước kia thường văn người nói, cầu người làm việc mấu chốt nhất là trao đổi ích lợi, không tại lãng phí chính mình. Vừa mới tại hạ cùng tiền bối chịu thua xin lỗi, bất quá lời khách sáo mà thôi, cho tiền bối cái mặt mũi. Tiền bối tuyệt đối không nên coi là thật, thật để vào trong lòng, vậy vãn bối hội thật khó khăn. Ha ha ha, phải biết, hiện tại muốn nhất cứu tiểu tam tử, hẳn không phải là ta mà chính là đều là thánh thú tiền bối đi giống như các ngươi cần chuẩn bị cái gì trận thức nhất định phải ngũ đại thánh thú hợp lực mới có thể phát huy tác dụng đối phó thiên đế ta nói không sai chứ da mặt nhịn không được rút rút côn bằng bất giác trong lòng trì trệ nói lầm bầm hắn nãi nãi cầu người làm việc còn như thế vanh váo giống như lão tử thiếu người một dạng tiểu tử này thật sự là ngạo khí một chút không giảm năm đó a à? tốt đem tiểu gia hòa kia dẫn tới a à? ai bảo chúng ta hiện tại vinh nhục một thể đây hừ hung hăng khoát khoát tay côn bằng một mặt không kiên nhẫn hét lớn một tiếng sau đó liền quay đầu vào sơn động bên trong nhích miệng lên chắc phàm đạp chân xuống cũng theo bay vào đi dựa theo côn bằng chỉ thị đem tiểu tam tử phóng tới một cái giường đá phía trên đón lấy côn bằng liền duỗi ra hai ngón tay đem hắn thủ đoạn tìm kiếm lên thế nhưng là rất nhanh côn bằng liền mãnh liệt đồng tử ngưng tụ hoảng hốt lên tiếng chuyện gì xảy ra tiểu gia hỏa này kỳ lân cháo làm sao lại phá một động cái gì kỳ lân cháo không sai thật sâu gật đầu côn bằng trên mặt một mặt ngưng trọng kỳ lân cháo là kỳ lân tiên thiên hộ thể thần quang ngưng tụ kỳ lân tinh khí thần cam đoan kỳ lân lực lượng tụ tập kỳ lân cháo một phá tinh khí thần tan dã lực lượng không cách nào tụ hợp vĩnh viễn thân thể yếu đuối khó trách khó trách tiểu gia hỏa này thánh thú thân thể còn một mực hôn mê bất tỉnh thì ra là thế mi mắt nhịn không được run run chắc phải một mặt không hiểu kỳ lân cháo có trọng yếu như vậy tác dụng thế nhưng là trên người của ta tại luyện hóa kỳ lân tí lúc cũng có kỳ lân cháo trừ phòng ngự sách cao một chút bên ngoài có vẻ như không có gì quan trọng đó là ngươi ngươi là nhân loại kỳ lân cháo vốn không phải người chỗ nắm giữ tự nhiên không phải bản mệnh tướng tu tuy nhiên uy lực không lớn nhưng tổn hại cũng không có gì đáng ngại dễ dàng khôi phục nhưng kỳ lân thì khác biệt kỳ lân cháo một phá thương tới nguyên khí chỉ là nói côn bằng mi mắt lại sâu sắc nhăn lại tiểu gia hỏa này thương tổn rất kỳ quái a à đồng dạng kỳ lân cháo cho dù tổn hại nguyên khí đại thương nhưng cũng có khôi phục khả năng nhưng hắn cái kia kỳ lân cháo vết nứt lại dường như hoàn toàn cùng thân thể đứt gãy lại khó khép lại khiến trong thân thể năng lượng một mực dẫn ra ngoài khó có thể tụ tập cho nên một mực vô cùng suy yếu hôn mê bất tỉnh nếu là lại tiếp tục như thế chỉ sợ thời gian một lớn lên liền mệnh đều rất khó bỏ trụ trong mắt nhịn không được co rụt lại chắc phàm trong lòng kinh hãi vậy phải như thế nào cứu chữa trước không đề cập tới cái kia người trước nói cho ta một chút hắn đến tột cùng bị cái gì gây thương tích mí mắt hơi hơi rung động côn bằng đầy mặt ngưng trọng bình tĩnh nói thật sâu hít một hơi chắc phàm thở dài nói trùng thiên kiếm trùng thiên kiếm không tệ hơi hơi gật gật đầu chắc phàm biết gì nói nấy phàm giai ngũ đại thánh binh đều là thiên đế cùng kiếm đế sở luyện chuyên môn đối phó thanh thú mà lại phân biệt lấy thanh thú tên mệnh danh trước kia ta không biết ý nhưng về sau liên tiếp bị hai đại thánh binh gây thương tích mới tựa hồ có chút minh bạch đây là chuyên môn luyện đến khắc chế khác biệt thánh thú thánh binh lúc trước tại song long viện ta bị kình thiên kiếm gây thương tích tuy nhiên khôi phục chậm chạp nhưng cũng có thể khôi phục nhưng lần này bị trùng thiên kiếm gây thương tích cũng rất khó khôi phục có lẽ là nhân loại thân thể cuối cùng dùng đặc thù đan dược rốt cục chữa trị nhưng tiểu tam tử thì ánh mắt khẽ híp một cái côn bằng suy nghĩ một chút thản nhiên nói tiểu tử trên tay ngươi nhưng có thánh binh ta có một kình thiên kiếm bất quá đã bị ta thay hình đổi dạng kiếm linh biến thành ta huyết linh không sao kiếm linh biến nhưng kiếm đạo cùng kiếm khí vẫn còn lấy ra thử một chút lão phu đi ánh mắt khẽ híp một cái côn bằng khăng khăng nói có lẽ lão phu có thể biết trong này có cái gì kỳ quặc trầm ngâm một chút chắc phàm khẽ gật đầu sau đó tâm niệm nhất động trong thân thể ma kiếm nhất thời bay ra ngoài thân thể thẳng tắp hướng côn bằng đâm tới lúc này thánh binh năng lượng không đủ không có bao nhiêu uy lực côn bằng cũng không để ý bàn tay nhẹ nhàng chặn lại nói nói ngọn lửa màu xanh nhất thời tuân ra, hóa thành một đạo hòa diễm tường vách tường. Thế nhưng là, ngay tại cái kia ma kiếm đâm đến vách tường lúc, lại là trượt thân kiếm lắc một cái, hưu một tiếng, một đạo trói mắt kiếm quang đã là trong nháy mắt mở ra một cái thông đạo, sau đó cái kia ma kiếm liền không trở ngại chút nào địa hung hàng hướng côn bằng đâm tới. Trong mắt nhịn không được lắc một cái, côn bằng rất hiển nhiên không nghĩ tới cái này kình thiên kiếm lợi hại như thế. Thế mà có thể trong nháy mắt mở ra hắn thanh viêm hộ thuẫn, bất quá cái này cũng không muốn gấp dù sao hắn căn bản liền chín chầu mất sợi lông lực đều không ra ngay sau đó hắn thủ hạ lại vừa dùng lực đụng một tiếng cái kia ma kiếm đã là nhất thời bị bắn ngược về đi lần nữa rơi vào chắc phàm trong thân thể nhịn không được hung hăng run run thân thể chắc phàm bất giác bỗng dưng phun ra một miệng đỏ thẫm máu tươi đến sau đó nhìn về phía côn bằng chỗ đó một đến có loại muốn mắng chửi người xúc động côn bằng tiền bối người không phải nói thử một lần à làm sao còn đến thật không có cách nào không đến thật, bởi vì người thánh binh này cùng chúng ta ngũ đại thánh thú, chân tướng khác tương sát a, à, mí mắt nhịn không được nhảy nhót, côn bằng không khỏi thật dài phun ra một ngụm chọc khí. hiện tại ta biết tiểu gia hỏa này vì sao trọng thương thành dạng này, đây đối với chúng ta tới nói, thật sự là tới chết chi kiếm, không khỏi sững sờ, chắc phẩm không hiểu, có ý tứ gì, tiểu tử, người biết thiên địa này chính là âm dương biến thành, cho nên khắp nơi đều là tương khắc chi vật, nhưng tới chết tương khắc, cũng chỉ có thuần túy ngũ hành năng lượng. Hít thật sâu, côn bằng một mặt nghiêm túc, thản nhiên nói, thủy hỏa tương khắc, khó có thể cộng vinh, nước nhiều thì lửa diệt, lửa thịnh thì nước yên, không có cùng tồn tại lý lẽ. Bây giờ chúng ta thánh thú cùng cái này ngũ đại thánh binh, cũng là như thế. Một khi gặp phải, đến chết mới thôi, năng lượng lẫn nhau khác, chỉ hỏi mạnh yếu, nếu là thú mạnh thì kiếm hủy, kiếm mạnh thì thú vong. Tiểu tam tử bây giờ tình cảnh chính là như vậy, đối phương công lực ở trên hắn, lại là tương khắc năng lượng, một khi trọng thương tất nhiên tới chết đúng vậy a à, đối phương là luyện trùng thiên kiếm kính trong mắt hơi hơi run run chắc phàm bất giác thăm thầm thở dài nghe được lời này côn bằng cũng là một mặt bất đắc dĩ âm dương sự tình âm dương đoạn hai loại năng lượng tương xung người khác giúp không được gì nếu là tiểu gia hỏa này năng lượng đủ mạnh tự nhiên có thể đem đối phương năng lượng bức ra nhưng cũng tiếc hắn còn vị thành niên đây ai bất quá lão phu cũng thật sự là may mắn không có ra cái này vạn thú sơn mạch nếu không thánh binh hút thánh linh thạch lực lượng lão phu còn có kết giới này áp chế tất nhiên năng lượng không kịp đối phương một khi chiến lên rất có thể thì thật treo cái này thiên đế cùng kiếm đế còn thật ngoan độc a à, để đó như thế năm thanh hung binh tại phàm ra đẻ lấy chúng ta hừ chẳng lẽ liền không có khác biện pháp sao côn bằng tiền mối lấy ngài công lực ngươi cũng không xen tay vào được ta vừa mới không phải nói a à, hai loại năng lượng tương khắc tương sát chỉ có lẫn nhau giải quyết còn lại người không chen vào lọt trừ phi bất đắc dĩ lắc lắc đầu côn bằng một mặt ai thán nhưng rất nhanh lại dường như nhớ tới cái gì bất quá trầm ngâm một chút lại vừa bất đắc dĩ nói ai tính toán lão gia hỏa kia không biết ở nơi nào nhàn nhã trong thời gian ngắn chỉ sợ tìm không thấy không khỏi giật mình chắc phàm vội vàng hỏi nói tiền bối sở thuyết là ai chẳng lẽ hắn có thể cứu tiểu tam tử đúng vậy a à, ngũ đại thánh thú bên trong duy một trời sinh tự mang phong ấn thuật phong thiên hải ngao đạm mạc gật đầu côn bằng trong mắt tinh mang lóe lên bình tĩnh nói lão gia hỏa này phong ấn thuật mạnh nhưng là phong thiên địa ngũ hành không gian mọi thứ không nói chơi cho dù là năm đó thập đế đối mặt hắn phong ấn thuật đều run như cầy sấy sợ bị hắn đem lực lượng phong ấn nhưng là là rất khó đột phá mà lại hắn cũng là duy nhất để cho thiên đế ăn quả đắng thánh thú năm đó thiên đế không minh thần đồng từng bị hắn phong lên nhất thời mượn cái kia đoạn công phu thiên đế thế nhưng là chật vật một đoạn thời gian tuy nhiên sau cùng phá phong nhưng cũng đủ để tỏ rõ lão gia hỏa này đáng sợ mà tiểu tam từ tổn hại kỳ lân cháo liền cần hắn phong ấn thuật đem lỗ hổng hai cỗ tường khắc năng lượng phong ấn sau đó bù đắp nhớ like để lại bình luận và đăng ký kênh nhé hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo